hãy trả lời em, có phải hay không? Phải không? Anh nói đi. Phải, nhưng mà... Đừng nói nữa. Em hiểu rồi. Em hiểu rằng vị trí của em trong tim anh đã không còn nữa. Em đã quên rằng bây giờ bên cạnh của anh còn có một người mà anh hết dạ thương yêu. Con đường nay đã chia đôi, anh chỉ có quyền chọn một mà thôi. Nhẫn cưới anh đã trả lại rồi, còn lời giả biệt trên môi. Làm sao em hiểu rằng anh đây lòng dạ đang rối bời trước ngã rẽ cuộc đời. Chân anh bước chơi vơi, tôi sẽ giúp cho anh đạt thành ước nguyện. Anh cần thời gian để cân nhắc mọi bề. Nếu anh còn sợ tiếng thị phi thì tôi sẽ giúp cho anh một con đường giải thoát. Vì bờ bến quan sơ con đò một nát thì lưu luyến mà chi thêm ám đạm khúc sông mà buồn. Dù anh đã bên tôi từ đổ nước trên nguồn, nhưng tôi không đủ sức theo anh về biển cả. Mà khát vọng của anh là phải tung hoành ngang dọc giữa đại dương. Dù lòng tôi vẫn còn chinh nhớ mười thương, nhưng tâm hồn anh lại có đến trăm ngàn mơ. Định mệnh khiến tôi mong gì thay đổi được, tôi đành ở lại đây đi sông nước vui bờ. Trong những trường hợp vợ chồng ly tan, không phải hầu hết đều do ở người này so sánh với người kia về thân phận, nhưng mà đôi khi còn do cảm giác. Họ không thể gần nhau vì họ không còn tìm được nhau ở cái cảm giác ban đầu ấy mà. Nếu như tôi biết nghĩ về bản thân mình một chút thì có thể tôi đã không đánh mất đi cái cảm giác của anh đâu. Thầm ơi, anh biết rằng chấp nhận chuyện chia xa em sẽ mang nặng vết thương lòng nhất. Nhưng thà chịu một lần thay đổi để trọn đời mình có thể vui, vì sẽ bất hạnh nhiều hơn nếu ta còn níu kéo. Khi giữa đôi ta đã phai nhạt ân tình, vì vậy cho nên tôi quyết định cho mình khép lại những ước mơ mà tôi hằng thiêu giờ. Có mặt thân tôi xuôi theo dòng định mệnh, cho anh được yên lòng xóa hết mọi ưu tư. Mục đích của anh đến đây là để thăm em, chứ anh không có định nói về cái chuyện này. Em à, em cứ lo dưỡng bệnh đi, chúng ta sẽ bàn với nhau vào dịp khác, được không em? Vui sướng gì mà kéo dài thêm khổ. Anh cứ làm thủ tục đi, tôi sẽ sẵn sàng đến ký cho anh. Còn đây, nhẫn cưới của anh tặng tôi, tôi xin trả lại để cho anh yên lòng đừng vướng bận gì tôi. Thâm, Thâm, em chạy đi đâu vậy? Thâm, Thâm. Anh Cường, anh Cường. Ủa, Nhẫn, làm cái gì mà nhấp nhõm vậy? Đi làm mà có cặp hồ sơ cũng để quên ở nhà. Mấy ngày nay coi bộ hồn dí anh gửi đi đâu mất tiêu rồi nha. Sáng nay thằng con tao nó trễ học, lật đật chở nó đi cho nên tao quên hồ sơ. Trời ơi, có gì đâu mà mày phải xa phải gần này nó đó. Tôi không thích nói xa nói gần gì hết á. Nếu có thì anh cũng không giấu được thiên hạ đâu. Này anh Cường, tôi hỏi thiệt nha, anh suy nghĩ kỹ chưa mà kêu vợ anh mang hồ sơ tới đây vậy? Ý mày muốn nói gì đây thằng quỷ? Vừa nghe nói vợ anh sắp đến đây
cả đám nữ văn phòng đang nhấp nhõm chờ gặp mặt. Anh không sợ làm họ thất vọng hay sao? Tại sao lại phải sợ chứ? Đối với tao, cái hình thức ở bên ngoài không quan trọng, còn tất cả mọi điều kiện ở đây làm một người vợ đảm đang thì vợ tao không thiếu, nếu không muốn nói là thừa thãi. Quan xuyến gia đình mười mấy năm nay có tìm được ai sánh bằng. Nếu như tao có người vợ nào khác hơn thì sự nghiệp đã không được như hôm nay. Điều đó thì tôi không hề phủ nhận, nhưng kể từ lúc anh gặp mặt Bảo Châu thì tôi thấy dường như anh đã mất bình thường, lại hay quên đầu quên đuôi. Nè nè, mày đừng nên nhận xét hồ đồ, tao không có ý gì với Bảo Châu. Nè nhé, em nghe rõ ràng hai anh mới nói xấu em phải không? Đâu có, chúng tôi đâu có nói xấu gì cô đâu. Chẳng những không nói xấu mà anh Cường còn khen cô đẹp nè, cô giỏi vắn nè, và nhất là rất thu hút trong cách giao thiệp với người đối diện. Cô Nhược à... Anh Cường nói cho vui thôi chứ em làm sao dám sánh cùng chị nhà. Nhìn anh á là em biết chị ấy phải thật xinh đẹp và sang trọng, ngoài ra còn rất tháo vát nên mới giúp anh Cường làm nên sự nghiệp này đó. Cô quá lời rồi đó. Ngược lại đó, vợ của tôi rất giản dị bình thường, được cái là rất đảm đang, thật thà và tốt bụng. Mình ơi, anh tới rồi nè Mình. Trời, chết tôi rồi. Em ơi, có sao không em? Trời ơi, sao không cẩn thận gì hết trơn vậy, có sao không? Dạ không sao, hồ sơ của anh nè. Trời ơi, bộ chị tính đi cắm trại sao mang đồ lũ khủ vậy chị Thắm? Đâu có, em đi ngang đại lý đồ nhôm, thấy họ bán đồ tồn kho giá rẻ nên mua về xài, ít có dịp lắm đó nghe anh, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy mà. Bà đây là... giới thiệu với cô, đây là Thắm, vợ của tôi. Dạ, chào bà. Em à, đây là cô Bảo Châu, công ty mời về làm quảng cáo đó Mình. Mèn ơi, cô đẹp như búp bê vậy á. Cô mà quảng cáo thời trang thì còn gì bằng nữa. À, lúc nào rảnh đó cô ghé nhà tôi chơi nha, tôi sẽ nấu vài món thật ngon để đãi cô một bữa. Chị tính làm cho cổ phát tướng lên giống như chị vậy sao? Giống như chị làm sao cô làm người mẫu được? Không có sao đâu, nếu có dịp tôi cũng muốn thử tài nấu nướng của bà đây. Chỉ ngại một điều là sau khi ăn xong tôi phải kiếm cớ để đến nhà hoài để được thưởng thức các món ăn của bà thì phiền cho ông bà lắm đó. Không có gì phiền đâu, được người đẹp như cô tới nhà hoài chúng tôi còn mừng nữa chứ. Cô biết không, ở trong xóm tôi hãy có đám ma, đám cưới, đám đầy tháng thôi nôi gì á là bà con cô bác ai cũng tới nhà để nhờ cậy tôi, vì tôi biết nấu nhiều món ngon, vừa rẻ tiền lại vừa được nên nhiều lúc tôi làm không hở tay. Ông với bà đủ đầy ấm no, sao đeo mang vất vả làm gì, cần chi bà phải kiếm thêm tiền. Tôi đâu phải muốn kiếm thêm tiền, mà tôi chỉ muốn giúp người đó thôi. Đúng vậy đó cô, ai mà có việc gì cần ha là vợ tôi lăn xả vào để giúp đỡ một cách rất là tận tình. Nhiều khi đó tôi còn thấy nóng ruột nữa đó. Bà tốt bụng như vậy chắc có nhiều người thương mến lắm. Thương lắm. Ở trong nhà tôi á, tôi đâu có ăn uống bao nhiêu, hãy bước ra đường á thì người này lôi người kia kéo, ăn mỗi chỗ một chút. Trời ơi, tôi ăn ít mà sao càng ngày càng tròn vo. Nè, cô thấy không? Anh Cường, anh Cường, hình như có cái mùi gì anh Cường không? Mùi gì mà hơi khó ngửi đó nghe. Đâu anh kiếm coi ở đâu vậy? Chết rồi. Gì vậy? Gì vậy em? Trời, chân em bị đau hả? Không phải, bánh chanh hết rồi. Cái gì bánh chanh? Bọc mắm nêm. Mắm nêm? Thì ra mùi mắm nêm anh Cường. Trời ơi, em xách mắm nêm vô đây làm chi? Trời ơi, hồi nãy em ra cửa đó, má nói hôm nay má thèm khổ qua luộc chấm mắm nêm. Em mua bọc mắm nêm bỏ vô vỏ nè, hồi nãy té ăn cái bạch. Trời ơi, bánh chanh hết rồi. Trời ơi, thôi để em chạy về mua lại chứ không thôi á, trưa nay má giận cho coi. Chị Thắm, chị Thắm, chị bỏ quên cái nồi nè. Cảm ơn anh, tôi về nha cô Châu. Em về nha Mình. Mình ơi, trưa nay anh bận, Mình nhớ đón con giùm anh nghe không? Vậy hả? Vậy em phải chạy về nhà nấu cơm cho sớm mới được á. Cẩn thận đó nha, đừng có chạy có chân té đó. Thắm à, Thắm.
hình như má mới kêu con phải không? Trời ơi, tao kêu mày muốn rá cổ mà mày nói hình như hả? Dạ, tại con đang xào thịt bò, con nghe không rõ. Má cần gì vậy má? Cặp mắt kiến mới của má đâu rồi? Má đang cầm đó. Cái này không có phải. Cái này nặng độ quá à. Má đeo vô một chút là chóng mặt muốn chết à. Con vô kiếm liền cho má đi. Dạ, má chờ con chút vô kiếm liền. Mẹ ơi mẹ. Cái gì vậy con? Mẹ đang bận mà, con đi chơi đi. Chiếc cầu của con bị dính trên ngọn cây bờ ao rồi. Mẹ ra lấy cho con đi. Được rồi, bây giờ con vô kiếm cái mắt kiến cho nội đi. Để mẹ ra lấy trái cầu cho con nha. Lẹ lẹ đi. Dạ. Thắm. Dạ. Để lát thằng Cường nó về nó lấy cho. Mắt mũi của con vậy coi chừng té xuống ao rồi không có ai vớt à. Dạ không sao đâu má, con cẩn thận mà. Nội ơi, kiến của nội nè. Không phải, đây là kiến má của ba mày mà. Con lục tung hết rồi, đâu có thấy cái nào đâu. Trời ơi, ôi thôi rồi vậy chết rồi. Chắc mấy bà bạn của nội lấy lộn rồi. Thôi để mai chiều gì á, nội kêu ba con đi đổi lại. Còn con nữa, học bài xong chưa mà cứ lo đi chơi hoài vậy hả? Con đợi một lát, mẹ con dạy học con à. Con càng ngày càng hư à. Lớn rồi mà hở cái gì cũng đòi mẹ hết á. Con có thấy không, suốt ngày mẹ con phải nhọc nhằn vất vả ngoài bề, không hề hở tay từ sáng cho tới đêm khuya. Con này đã lớn phải biết tự mình chăm sóc lo lắng, đâu phải chuyện gì cũng kêu reo quay rầy mẹ con. Đã từ lâu nay con đã quên rồi mẹ dạy học bài, không có mẹ bên con buồn lắm, học sẽ không vô. Nội ngồi có một chỗ cũng kêu reo cũng đòi mẹ con chăm sóc, đâu có khác gì mà nội cũng la rầy con. Thiệt tình á, chừng một buổi mà không có thấy mẹ con á là nội chịu cũng không nổi nữa. Cũng tại mẹ con không à, cái gì cũng dành làm, cái gì cũng dành lo. Riết rồi á. Trời ơi, bộ mày trợt chân lột xuống ao thiệt hả Thắm? Dạ đâu có, con leo lên cây lấy trái cầu cho nó. Chắc tại con nặng quá nên cành cây nó gãy làm con lọt tỏm xuống ao á, chứ cũng như tắm thôi mà. Má đừng lo. Nè con, trái cầu của con nè. Cảm ơn mẹ. Thôi, vô tắm thay đồ đi, cảm lạnh bây giờ đó. Con có tìm được cái mắt kiến cho nội không? Dạ không. Chắc mấy bà kia lấy lộn rồi, thôi khỏi kiếm nữa. Vậy má mang đỡ mắt kiến của con đi. Hơi nặng độ chút không sao đâu, chịu con đi lấy lại cho. Ê, chết rồi. Gì vậy? Đĩa cắn mày hả? Không có, cháo thịt của con. Trời đất ơi, làm riết rồi chắc tao bệnh thần kinh quá nha. Để con mở cửa cho. À, mẹ Quanh. Nội ơi, mẹ Quanh về nè. Bé Dũng. Dạ thưa bác, con mới về. Chà, đi du lịch về có bộ đẹp ra nha. Sao, có vui không mà về sớm vậy? Nghe nói con đi tới 2 tháng lận mà. Dạ, tại ảnh có công chuyện gấp nên tụi con phải về sớm. Một phần con nhớ con Thắm quá à. Vắng nó không có ai chọc con cười hết á. Mẹ Quanh có mua quà cho con không? Sao không, mẹ Quanh mua quà cho bé Dũng nè, cho ba má nè và ba nội nữa. Thôi bác già rồi, bày đặt mua quà cát chi cho hao tốn. Đâu có được. Từ ngày Thắm về làm vợ anh Cường đến nay thì con cũng được bác thương yêu như một người con mà bác sinh ra. Vì Thắm và con là hai đứa mồ côi cùng sống với nhau từ hồi còn nhỏ dại. Hai đứa thân tình như thế chị em, được bác với anh Cường giúp đỡ quan tâm. Bác như mẹ hiền mà con hết mực kính yêu. Bổn phận của con là đền đáp công ơn. Bác nhớ hồi hai đứa nó thành chồng thành vợ, ngày nào con cũng ở đây từ sáng cho tới chiều. Lúc nào ra về thì gương mặt cũng buồn hiu. Tự nhiên bác thấy lòng thương
con vô hạn. Côi cút một mình dò dò cô đơn, từ đó bắt xem con người ở trong nhà. Con cái đi về biếu quà cho cha mẹ, đó là lẽ đương nhiên, sao bác cứ ngại ngùng vui. Bác sợ hao tốn bạc tiền, chứ đã có lòng thành thì bác cũng mừng vui. Đúng rồi, vậy coi phải được không? Ủa, anh Cường đi làm chưa về sao bác? À, lúc này chắc công chuyện nhiều nên ngày nào nó cũng về trễ lắm. Còn con Thắm? Mẹ con đang thui thịt bò dưới bếp đó. Bé Dũng ơi, con vô học bài mình đi nha, mẹ phải đi. Ủa, Quanh, mày về, mày mới về đó hả? Nhìn hỏng ra hả? Trời ơi, tao nhớ mày quá trời quá đất hà. Về sang báo trước để tao đón mày. Thôi thôi, mày đi đón nó mắc công kêu người đi kiếm mày lắm. Ủa, giờ này còn xách giỏ đi đâu nữa? Chảo thịt nãy đang thừa lùi hết trơn à. Con đi chợ mua thịt khác. Thôi khỏi, đợi anh Cường về, cả nhà mình sang nhà hàng ăn một bữa, tao đãi, chịu không? Thôi, ra ngã tư ăn mì gõ được rồi, vô nhà hàng tốn tiền lắm. Trời đất ơi, mày làm ơn nhả cái cục kẹo kéo ở trong miệng mày ra giùm tao đi. Trời ơi, mai là có con mà nó còn đòi ăn mì gõ. Nếu không có chắc nó cho cả nhà thổi kèn tay quá. Bé Dũng đâu rồi? Theo nội vô thay đồ đi. Lâu lâu mẹ Quanh con đãi ăn nhà hàng một bữa đó, bà cháu mình phải ăn diện lên mới được. Đi, theo nội. Tao đi chơi mới một tháng mà tao thấy hình như mày tròn hơn lúc trước đó. Mới cân ngày hôm qua nè, lên có 2.6 kg à. Lên ký như vậy mà mày không sợ hả? Gì đâu mà sợ. Trời đất ơi, ăn được, ngủ được thì cứ ngủ. Lên bao nhiêu ký kệ, miễn có sức khỏe lo cho chồng con là được rồi. Còn mày, chừng nào mới chơi vợ chồng tao đám cưới đây? Tao với ảnh chia tay rồi. Chia tay? Sao vậy? Thắm à, vì tao không có được diễm phúc như mày. Ảnh đã dối gạt tao. Cho tới hôm qua, tao mới biết ảnh đã có vợ và một đứa con lên 3 tuổi. Trời đất ơi, người vợ ấy đã bồng con đứng trước mặt của tao với đôi dòng nước mắt rừng rừng gian cầu tha. Sao thì cũng chưa quá muộn, đừng nên nhớ chuyện đã qua. Thắm ơi, khi nói tiếng chia tay, tao đã cố bình tâm để đừng phải rơi đôi dòng nước mắt, mà cõi lòng tao cơ hồ như tan nát khi những ước mơ đang sụp đổ. Hoàng hôn mà sao màu nắng đã vội phơi, thu chưa đến mà lá vàng soi tàn màng. Gần núi treo leo sương mù vắng bản lãng giang vọng đâu đây lẻ bạc tiếng chim chiều. Vậy sao hồi mới bước chân vô đây mày không chạy đến ôm tao mà khóc đi? Hồi nhỏ tới giờ thấy lúc nào mày buồn là mày mượn vai tao để mày khóc mà. Thì bây giờ
tao mượn chai mày tao hút nè. Quanh thấm ơi, Quanh ơi, cuộc đời tao trước kia chỉ có mày là ruột thân. Dù hai đứa không cùng chúng cha mẹ sinh ra, nơi bờ vai này từng thớ thịt làn da đã chứa đựng của mày biết bao nhiêu dòng nước mắt. Những giọt tuổi hờn du dơ thời thơ ấu, những giọt vui mừng ngày tao xuất gia du quy, và cho đến trăm vạn ngày sau nữa nó sẵn sàng lao khô những dòng lệ đắng buồn. Quanh còn đẹp, Quanh có tài, rồi Quanh sẽ gặp được một tình yêu vô cùng xứng đáng. Và ngày mà Quanh xuất gia theo chồng, giọt lễ sau cùng Quanh khóc bởi mừng vui. Thấm à, nếu như tao không có mày, không biết cuộc đời của tao sẽ ra sao nữa. Nhất là vào những lúc này. Thì mai mốt lỡ như anh Cường anh bỏ tao á, mày cho tao mượn cái vai mày để tao khóc lại. Thôi đi, mày cứ nói bậy không à. Hèn chi lúc mà tao định bán nhà, anh đã cản tao. Anh biết trước sẽ có ngày này mà. Nếu còn buồn á thì ở đây với vợ chồng tao cho vui. Tối nào anh Cường cũng tập cho tao hát karaoke hết á. Trời đất ơi. Trời ơi, tôi nói mày nghe nha, má chồng tao cũng ghiền hát karaoke lắm nha mày. Thì ở đây đi, vui lắm. Được rồi, tao sẽ nhờ anh Cường kêu người trang trí nội thất lại. Trong thời gian chờ đợi, tao sẽ ở đây hát karaoke với mày, chịu không? Dạ chịu. Anh Nhượng anh bảo rằng anh là ngôi sao may mắn của đời em. Khách hàng của anh lại tiếp tục đòi em quảng cáo. Vậy là sao mỗi ngày làm việc chúng ta sẽ lại đến đây? Mấy năm nay em không có được những buổi chiều thoải mái như thế này. Hôm nay em vui lắm. Đến hôm nay mà xe của cô vẫn sửa chưa xong à? Ờ, sao vậy? Bộ anh không còn thích đưa rước em nữa sao? Vấn đề không phải là thích hay là không thích, nhưng mà mỗi ngày vào giờ này là giờ sum họp vui vẻ nhất ở trong gia đình tôi. Tôi không muốn thói quen tốt đẹp ấy bị phá vỡ. Em xin lỗi, em vô tình không biết là em đã làm phiền anh. Kể từ ngày mai, anh không cần phải đưa đón em nữa. Em đã quen sống một mình không ai chăm sóc. Anh về đi. Bảo Châu à, tôi không cố ý làm cho cô buồn đâu. Tôi... Có gì đâu mà phải buồn chứ anh. Anh đang có một gia đình êm ấm, một người vợ chung thủy đảm đang, cho nên anh phải lo tròn bốn phần với vợ hiền và con thơ. Còn em quen chịu sống đời coi cút bơ vơ, thèm khát tình thương và mái ấm gia đình. Nhưng cuộc sống bon chen khó tìm một chân tình. Cô đã thành danh biết bao người quý trọng, sao cứ mãi đi tìm những ao ánh xa xôi. Những điều thiêng liêng mà em hằng ước nguyện, tất cả đang nằm trong chính bản thân anh. Bảo Châu ơi, nhưng chính bản thân tôi không còn là của riêng tôi nữa, mà trong mái nhà kia tôi chính là ánh lửa, và vợ con tôi đang khắc khoải chờ mong từng hơi ấm tươi hồng. Tôi là hơi thở dịu êm trong cuộc sống vợ chồng. Đừng biến tôi thành một con người ích kỷ, vì hai chữ thâm tình vốn dĩ rất thiêng liêng. Hãy vun đắp cho mình những ước mơ trên nguyên, chớ dội xem tôi là con người tuyệt đối. Khi những đam mê vừa vụt tắt đi rồi thì khát vọng trong đời sẽ biến thành tội lỗi. Thank you.
tội vì anh không phải là kẻ đón mời ráo gọi. Em cũng không có lỗi vì em không hề muốn cướp đi hạnh phúc của vợ anh. Em chỉ biết rằng em yêu anh và em chỉ cầu xin anh chia sẻ cho em một chút tình yêu và hạnh phúc mà anh đang có. Bảo cho ơi, nếu như hạnh phúc và tình yêu dễ dàng đêm sẽ như ban bố thì còn giá trị gì đâu trong tình nghĩa gia đình và những điều cô đón nhận chỉ là rong rêu là bóp nước ven gần. Cũng có nghĩa là cô chấp nhận một cách điên rồ những thiệt thòi cho chính bản thân cô. Vẫn biết không ai lý giải được tình yêu, nhưng chớ dựa vào nó mà tự cho phép mình mù quáng. Như lỗ thiêu thân lao mình về nơi ánh sáng, mà kết cuộc bao giờ cũng là những cái chết. Người nâng niu mến thương để được nâng niu trong những bàn tay trần tục, với sự đòi hỏi thấp hèn trong dục vọng đam mê, thì chẳng thà em trọn kiếp cô đơn ôm mãi trăm năm mối tình si mà ru mong, và tự an ủi mình rằng trong cuộc sống em chỉ là bến quan đóng mãi bóng. Nếu như Bảo Châu cứ giữ lấy trong đầu óc mình sự suy nghĩ đó thì có lẽ chúng ta nên... Alo, bé Dũng đó hả? À, ba đang bận tiếp khách con. Vậy à? À, nói với mẹ là ba đang đói bụng. Ba ăn dữ lắm mà nghe. Rồi con mẹ con đâu? À, ba về liền con. Lệnh của mẹ con mà ba đâu dám cãi. Thôi chào con nha. Châu thấy đó, tôi sẽ không thể nào là thần tượng như lòng Châu mong muốn đâu. Tôi phải về với vợ con của tôi. Dân, anh cứ về trước đi. Em muốn ở lại một mình. Nhưng mà... Em không sao đâu, anh cứ về trước đi. Thôi được, tôi xin phép về trước. Ngày mai sẽ gặp lại. Em muốn làm kẻ gian xinh, nhưng anh muốn biến em thành người chiếm đoạt. Anh càng xa lánh em thì càng làm cho em yêu anh mãnh liệt hơn. Anh Cường, anh Cường ơi, em phải chiếm cho được anh. Bằng mọi giá em phải chiếm được anh. Trời đất ơi, mới dọn nhà mà gặp cái bang ngồi gác cổng rồi. Nè, dậy, dậy đi, dậy đi ông già. Đừng mà quanh, ăn xin chứ đâu phải ăn cướp đâu mày làm dữ vậy. Để tao kêu cho. Ông ơi, ông bác ơi. Ông bác gì ơi, dậy cho tụi cháu mở cửa nè, ông ơi. Làm gì vậy, chỗ người ta ngủ phá hoài. Đó, mày thấy cái lòng tốt của mày chưa? Để đó ta. Nè, dậy đi, dậy đi. Trời đất quỷ thần ơi, làm gì mà phá hoài vậy? Bộ hết chỗ mấy cô giỡn rồi hả? Chỗ người ta ngủ la hoài, mấy cô muốn cái gì đây hả? Muốn cái gì chứ? Này tôi phải hỏi ông mới phải. Đây là nhà của tôi, hôm nay là ngày tôi dọn nhà. Làm cái gì mà mới sáng sớm lại ngồi ngủ ngay cổng ra vào của tôi vậy? Ông muốn cái gì đây? Tôi muốn kiếm con tôi. Tôi đâu có phải con ông. Nó là đứa con trai chứ đâu phải là cô hai. Nhưng trong nhà này chỉ có một mình tôi, thằng con nào để ông ngóng trông.
ngày nào nó cũng tới, tôi thấy nó rõ ràng mà. Nè nè, ông đừng có nên gian dối. Thật ra ông muốn cái gì? Tôi nói rằng tôi muốn kiếm thằng con. Tôi không rảnh mà nghe ông nói khùng điên. Tôi không hiền để cho ông kiếm chuyện. Cô hỗn hào dám nói tôi điên. Nếu như ông cảm thấy phiền thì đi liền ra khỏi nhà tôi. Ai cũng lo cự cãi lỗi thôi. Vừa nghe qua là tôi hiểu hết rồi. Trong những người trang hoàng nội thất, chắc có một người là con ruột của ông. Có đúng như vậy hay không? Đúng rồi, cô đúng là người thông minh. Trang trí là nghề của con tôi. Chờ cha biểu ông cứ nói chuyện lòng vòng. Người ta đi làm ông kiếm mà chi. Con của bác có phải tên là... À, là anh Thiệt phải không? Không phải đâu, hình như ảnh tên là Thanh mà. Bậy, tao nhớ in đâu là đúng rồi, tên Thuận. Thuận là ông già tía của nó, tôi nè. Tôi tên Thuận, còn tên của nó là Thiện. Đúng rồi, anh Thiện. Nhưng mà ảnh đi làm ông kiếm gì vậy? Tại vì hôm nay là ngày mà... Nè. Ông cứ theo pha đám tôi hoài vậy. Tôi không muốn gặp ông. Ông không muốn để tôi yên hay sao? Đâu, tại vì lâu quá ông gặp con. Bà muốn... Tôi không phải là con ông. Trời đất ơi, con cái mà ăn nói với cha mẹ kiểu đó là mang tội chết nha anh Thiện. Anh có biết là cha mẹ của mình đã... Tôi biết cái gì? Trời ơi, làm gì dữ vậy? Tôi đã bảo tôi không phải là con của ông. Sao cứ đeo theo kiếm chuyện với tôi hoài? Tôi là con của ác thần, của quỷ sinh ra. Ông mà nhận tôi thì tan nát cửa nhà. Nè nè, chuyện của các người đối với tôi không can hệ. Đúng hẹn hôm nay tôi đến để nhận nhà. Anh theo tôi vào trong sẽ kiểm tra liền, rồi thanh toán tiền và ký vào bản bàn giao. Tôi chưa làm xong, cô về đi. Vài bữa nữa tới nhận. Cái gì? Anh nói giỡn với tôi đó hả? Nè nè, tôi có hợp đồng với cơ sở của anh hẳn hồi. Bây giờ anh nói gọn một tiếng, chưa xong là quê hả? Thôi 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 mà quanh. Trời ơi, lỡ trễ rồi chờ thêm vài bữa nữa. Mày biết cái gì? Nữa, la tao nữa. Cô ơi, lỗi không phải do nó đâu. Tại mấy bữa nay tôi theo đón nó hoài. Nó muốn lánh mặt tôi nên công việc trễ nải. Vậy cô thông cảm cho nó đi cô. Cô thông cảm. Tôi không cần ông năn nỉ đâu. Ông làm ơn tránh xa tôi thì sẽ không có chuyện gì rắc rối hết, ông nghe chưa? Ba nghe rồi, ba đi liền nè. Ba xin lỗi con mà. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày mà ba không thể nào quên được. Ba đón con cũng là để đưa cho con vật này nè. Con cầm lấy đi con. Hôm nay là ngày bất hạnh nhất trong đời của tôi. Tại sao cứ mỗi năm ông lại chọn đúng cái ngày này để tìm tôi? Ông có biết rằng điều đó chỉ khơi dậy trong lòng tôi sự oán hận không? Ông đi đi. Được rồi, ba xin đi. Ba xin đi mà. Bác ơi, còn cái này nữa nè, bác ơi. Tôi không hiểu tại sao ông trời còn để đứa con bất hiếu như anh sống khỏe mạnh. Khỏe mạnh hay không ăn nhầm gì đến cô. Cảm phiền cô tránh ra cho tôi làm việc. Đúng hai hôm nữa vào nhà. Còn chuyện riêng của tôi, cảm phiền cô đừng nói tới nữa. Rõ chưa? Không nói thôi chứ. Đồ cái thứ con trời đánh. Sao anh đưa em về sớm vậy? Em còn muốn đi chơi nữa mà. Em uống nhiều quá rồi, về nghỉ cho khỏe chứ còn đi đâu nữa. Giờ này cũng gần nửa đêm rồi còn gì. Hả? Gần nửa đêm rồi hả anh? Anh à, không biết sao mà mỗi lần ở bên anh á, là em quên mất cả thời gian. Nó trôi qua nhanh quá à. Thôi em ngủ đi, sáng mai còn đi làm nữa. Chìa khóa cửa đó anh nhét xuống ở thảm lau chân. Sáng mai em nhớ lấy mở cửa. Anh về à? Anh nỡ bỏ em lúc này sao? Bảo Châu à, anh đã nói rõ với em rồi. Tình cảm của em dành cho anh, anh không dám nhận. Hay nói đúng hơn là anh không có quyền nhận. Anh đã có vợ rồi. Lần nào nói chuyện với em, anh cũng nhắc tới vợ con của anh hết á.
anh mượn họ đem ra làm vật chắn giữa chúng ta. Anh có biết là tại sao anh phải làm như vậy không? Thì tại vì... tại vì anh đã yêu em. Bảo Châu, anh đừng dối mình nữa. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt của em đi. Hãy để cho cái nhìn rực lửa khát khao khi bốn mắt tìm nhau trong tận cùng của sâu thẳm, để gọi thức tình yêu muộn màng nhưng đồng thắm đã hẹn hò nhau từ muôn kiếp sáng nào. Đừng bảo Châu, anh đừng chối bỏ sự đam mê trong hương vị ngọt ngào. Anh tự hào với mọi người vì một gia đình êm ấm, nhưng anh thiếu hẳn sự nồng nàn lãng mạn của tình yêu. Và những điều đó anh bắt gặp ở nơi em, anh thèm khát nhưng lại sợ lời dị nghị. Sao không để con tim vượt ra ngoài lý trí để nhận một tình yêu tha thiết gọi mời? Trong cuộc đời anh đã một lần lựa chọn, và hiện tại anh rất là hạnh phúc. Dù vợ anh thực sự thiếu những điều như em vừa nói, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ cho anh mãn nguyện suốt cuộc đời của anh rồi, Bảo Châu. Mãn nguyện à? Anh phải mãn nguyện vì anh không thể đòi hỏi ở vợ anh một điều gì khác nữa. Anh phải mãn nguyện để bảo vệ lòng tự hào với thiên hạ chung quanh. Nhưng em nhìn thấy anh đang hụt hẫng. Anh không dám đưa vợ mình đến những nơi lễ hội cao sang, nơi mà hình bóng của vợ anh sẽ xóa mờ đi bao thiện cảm của mọi người. Em không xui anh bỏ vợ, em không muốn phá vỡ một gia đình đang hạnh phúc yên vui. Em chỉ xin anh đừng quay đầu trốn chạy khi biết rõ chúng mình đang tha thiết yêu nhau. Bảo Châu à, nhưng mà điều đó sẽ không công bằng cho em và cả vợ anh nữa. Bảo Châu, hãy quên anh đi. Anh Cường, nếu anh quên được em, anh hãy trả lời đúng với lương tâm của mình đi. Anh có thể quên em được không? Hay sự chia tay này chỉ làm cho tình yêu trong lòng anh càng thêm mãnh liệt? Em có đòi hỏi gì đâu, em chấp nhận làm cái bóng bên anh mà. Em chấp nhận mọi thứ thiệt thòi của người con gái, chỉ tại vì em yêu anh. Anh Cường, tại sao anh không can đảm mở rộng vòng tay để đón nhận một tình yêu mà anh đang khao khát? Bảo Châu. Vô đây đi chị. Nhà không có ai đâu, chị đừng có ngại. Nhà đẹp quá ha. Ở nhà có một mình, vừa phải đi làm, vừa săn sóc nhà cửa. Cô cũng đảm đang ghê vậy. Trước mặt chị em không dám nhận tiếng đảm đang đâu. Anh Cường ảnh luôn đem chị ra khen ngợi với mọi người. Có lúc á hả, em còn ghen với hạnh phúc của chị nữa đó. Còn có biết đâu, ra ngoài thì anh nói như vậy đó, chứ ở nhà trời anh chê tôi đủ mọi thứ hết á. Anh ơi, tôi ăn uống không kiên cử, vừa đặt lưng nằm xuống á là đã ngái pho pho thật giòn và thật to. Vì
vậy cho nên lúc nào tôi cũng tròn vo, làm chuyện này là bỏ quên chuyện khác, đánh dung về hay đổ bể tùm lum, lại còn thêm cái tật tài lanh nữa đó. Bất cứ chuyện gì mà bà con nhờ cậy, tôi đều sẵn sàng giúp họ làm ngay. Có lần hai vợ chồng ở cạnh bên nhà đánh lộn, một mình tôi dám nhào vô ngăn cản, bà vợ cho tôi một chiếc cuốc bể đầu. Trời ơi chị Tám à, chị vừa đảm đang lại vừa tốt bụng hơn người, lúc nào em cũng thấy chị cười. Có chồng con rồi mà sống thật vô tư. Bà mẹ chồng của tôi lúc đầu cũng hay cao có với tôi hoài, bà càng chửi tôi càng cười. Tôi cười riết rồi bà cũng nhọt miệng cười theo. Nghe chị và anh Cường nói, tôi cũng hình dung được một mái gia đình ấm êm hạnh phúc của chị. Thú thật với chị, có những đêm trong căn nhà trắng lặng này, tôi vô cùng thèm khát một mái gia đình mà chị với anh Cường đang có. Tại cô kén chọn chứ, đầy đủ điều kiện như cô vậy nè, muốn tạo một mái ấm gia đình đâu phải là khó. Phải, sẽ không khó nếu như chúng tôi không gặp nhau trong trễ nải muộn màng. À, cô nói như vậy có nghĩa là... Có nghĩa là anh ấy đã có vợ con. Một cuộc hôn nhân vội vàng không kịp suy tính đắn đo, để rồi giờ đây anh phải ôm trọn niềm ân hận. Anh sống cạnh vợ con chỉ là để lo tròn bổn phận, chứ còn tình yêu tha thiết nồng nàn thì anh chỉ tìm thấy ở nơi tôi. Lúc gần nhau tôi thấy anh đau buồn, làm tôi cũng thấy xót xa, càng yêu thương anh vô cùng. Mỗi lúc về nhà anh cứ nhớ đến tôi, gắn bó với người không xứng, lứa vừa đôi khác chi phải sống cạnh đọa đày, chán chường mà không dám hở môi. Sau cho cả ba người giờ kia đâu làm gì nên tôi, tôi đâu nhẫn tâm mà dành dứt cho đành, nợ duyên đã không đến tay mình, cam chịu thiệt thòi là hơn. Cô biết nghĩ như vậy á, thật tôi vô cùng mến phục á. Vậy người đàn ông kia có còn đến tìm cô nữa không? Sợ làm cho vợ con ảnh khổ nên tôi đã xua đuổi ảnh rất nhiều lần, nhưng biết làm sao hơn được, vì ảnh rất yêu tôi và tôi cũng vô cùng yêu ảnh, cho nên tôi đành phải chấp nhận một tình yêu thầm lén. Chấp nhận điều đó sẽ thiệt thòi cho người phụ nữ thôi cô à. Nếu tôi không chấp nhận, anh sẽ lập tức ly dị vợ ảnh liền. Mà tôi thì không muốn vợ anh ta phải đau khổ, đành vậy chứ biết làm sao hơn. Hoàn cảnh của cô thật là khó xử. Mời chị đến nhà chơi mà tôi cứ nói chuyện đâu đâu không à. Bây giờ chị ngồi đây chơi nha, tôi vô thay đồ xong sẽ làm vài món ăn đãi chị nha. Ê, không được đâu, tôi đang đi chợ, gặp cô cái cô kéo vô đây à, tôi còn phải về nấu cơm nữa. Còn sớm mà, tôi sẽ làm thật nhanh để chị kịp về, lâu lâu mới có dịp mà chị. Chị cứ ngồi chơi ha. Anh nè, có mấy tờ tạp chí mới ở trên đầu tủ á, chị lấy đọc đi cho đỡ buồn, tôi sẽ ra liền nha. Ngồi chơi nghe. Cô Châu à, cô Châu. Cô sống một mình chắc buồn lắm ha. Ha, kệ, còn sớm, ở chơi chút cũng không sao. Huh?
gì? Anh Cường, thì ra người đàn ông mà Bảo Châu nói lại chính là... Biết làm sao hơn được, vì anh rất yêu tôi và tôi cũng vô cùng yêu ảnh. Nếu tôi không chấp nhận, anh sẽ lập tức ly dị vợ anh liền. Mà tôi thì không muốn vợ anh ta phải đau khổ. Trời ơi, thì ra bấy lâu nay tôi được sống yên vui trong mái ấm gia đình. Trong thật sự đã vội vàng, bởi quá vô tâm nên giờ đây tôi mới hiểu. Cường sống bên tôi những con tim gửi trọn cho người tình, hạnh phúc lâu đầy não nề và sầu hận ở bên trong, để làm cho sống bổn phận của người chồng. Với địa vị bây giờ tôi đâu còn xứng lứa vừa đôi, trong khi Bảo Châu thật cao sang như hoa thắm khoe màu. Nhưng tôi cũng yêu chồng tôi lắm, tôi không thể mất anh Cường đâu, tôi không thể để mất anh Cường đâu Bảo Châu ơi, tôi không thể. Ủa chị Thắm, sao chị ngồi đây có một mình vậy? Tôi đi tìm con Quanh, nó khóa cửa đi đâu mất rồi. Bà mới gọi điện thoại cho tôi hồi sáng nè, bà chặt nó khó chịu hết chỗ vậy đó. Bà măng vô ở trong phòng riêng, tấm rèm tôi gắn bị nghiêng. Ở phòng ăn nên tôi dáng bị nhăn, bà cử nữ bắt tôi đây làm lại. Tôi chưa thấy cái bà nào mà rắc rối như bà này. Rồi bây giờ nó đi đâu rồi anh Thiện? Bà gửi chìa khóa lại tại chỗ làm của tôi á. Bà nói bà đi công chuyện gì đó, hai bữa sau mới về. Bà dặn tôi chờ trao chìa khóa tận tay cho bà. Trời ơi, tại sao nó lại đi vào lúc này? Tại sao mày lại để tao cùng một mình vào lúc này hả Quanh? Chị sao vậy? Hình như có chuyện gì phải không chị? Hả? Anh có người đàn bà khác, anh không còn thương tôi nữa. Anh sắp bỏ mẹ con tôi rồi anh Thiện ơi. Chị Thắm à, đừng có khóc nữa, bình tĩnh lại đi chị. Đã 8 năm nay tôi phụng dưỡng chồng con trong niềm vui hạnh phúc, nên lúc này đây tôi ngỡ ngàng bối rối khi bất chợt sa chân vào nỗi đớn đau này. Mới hay mình đang bước giữa mênh mông vô tận của đêm dài, rồi ngây thơ chợt hỏi mình đắm mê hay tình, mà hoang vắng một mình ngồi trên đỉnh thương đau. Không nhớ lần cuối cùng tôi đã khóc bao lâu, mà dòng lệ cứ theo nhau nghẹn ngào rơi xuống mày. Vì từ lớp bâng quăng giả từ thời con gái, tôi chỉ biết cười vui chứ từng khóc bao giờ. Chị Thắm à, ở trên cuộc đời này hạnh phúc luôn kén chọn người để ban bố, còn bất hạnh thì không từ bỏ một ai. Muốn vượt qua nghịch cảnh để sống vững vàng thì mình phải biết kiên trì chịu đựng chị ạ. Anh Thiện,
Nhưng nếu như phải mất anh Cường thì làm sao tôi sống nổi? Vì trong cuộc đời tôi anh là niềm vui, là lẽ sống ngọt ngào. Quanh, quanh ơi, hiện giờ đây quanh ở nơi nào? Tôi đang chơi chơi không còn nơi bám víu, nó không ở cạnh bên tôi thì tôi biết khóc với ai đây? Đôi tay này đã từng vuốt tóc hoàng dây, an ủi vỗ về khi nó buồn nó khóc. Rồi hôm nay tôi thấy mình cô độc như chiếc lá rơi trong cơn lốc vô tình. Tôi biết trong giờ phút này cô Oanh đối với chị vô cùng quan trọng, nhưng nãy giờ tôi vẫn luôn ở bên cạnh của chị nè. Nước mắt của chị làm ướt cả vạt áo của tôi rồi nè, chị thấy không? Tôi xin lỗi anh, vì tôi biết, vì chị đang vô cùng tuyệt vọng và tôi cũng đâu tiếc gì khi cho chị mượn đỡ bờ vai. Thú thật là lúc này tôi rất vụng về bỡ ngỡ, vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng an ủi vỗ dành ai. Tôi đã chịu quá nhiều nỗi tuổi nhục đắng cay, sống trôi nỗi lạc loài từ thời thơ ấu. Dù trong tâm hồn tôi vết hằn luôn in dấu, nhưng tôi cố quên mà sống đến bây giờ. Tuy hoàn cảnh khác nhau và chỉ với tôi cũng không giống nhau nỗi niềm bất hạnh, nhưng tôi muốn cho chị thấy được rằng không có gì sánh bằng cuộc sống của riêng ta. Nhưng sự sống của tôi luôn gắn liền với chồng con tôi. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu như tôi phải mất một trong hai người đó. Tôi hiểu. Để sống như tôi không phải chỉ một sớm một chiều mà quen được. Thời gian sẽ giúp cho chị tự chấp nhận, để quen chịu đựng. Còn bây giờ tôi không biết lời lẽ nào để an ủi chị. Còn bờ vai này chưa ướt, nếu khi cần tôi sẵn sàng cho chị mượn để mà trang trải bao cay đắng xót xa. Anh Thiện, anh Thiện ơi, tôi khổ lắm anh Thiện ơi. Gục đầu vào vai tôi này chị. Nội ơi, nửa đi ông nội. Nửa chứ, nhưng mà con cho ông nội thở chút, ông nội mệt quá rồi. Vậy mà ông nội nói chơi với con tới chiều luôn. Ông không chơi nữa thì cháu không kêu bằng ông nội đâu. Nè nè cháu cưng, cháu kêu bằng ông nội đi, rồi cháu muốn gì ông nội cũng cho cháu hết á. Con muốn chiếc máy bay điều khiển từ xa. Ngày mai có. Chừng nào có, con mới kêu bằng ông nội. Vậy thì con hãy mau mau vào thay quần áo, rồi ông cháu mình cùng đi dạo phố. Con muốn bất cứ việc gì ông lập tức mua cho, con muốn đi đâu thì ông đây cũng chịu. Nhưng ông phải tin bà nội của con thì con mới dám theo ông. Con muốn đi khỏi có ba có mẹ, có bà nội và phải có cô Oanh. Hãy đi chơi phải đi hết cả nhà, có như vậy thì mới vui. Dù có dẫn theo cả dòng họ ông bà thì ông cũng sẵn sàng ông bao luôn. Vậy để con vô nói với mẹ, chờ ba về rồi ông cháu mình cùng đi nha ông. Ý, hình như là ba con về kìa, phải không bé Dũng? Dạ, dạ, để con mở cửa. Bé Dũng, con học bài xong chưa? Dạ xong rồi. Ba ơi, bữa nay có ông nội tới chơi với con từ trưa tới giờ đó. Một lát á, ông nội dẫn cả nhà mình đi ăn nhà hàng đó ba. Con đòi hỏi như vậy phải không? Đâu có, tại bác muốn ăn chung cho vui. Một mình bác hết ngày này qua ngày khác buồn lắm vậy đó.
Nếu vậy thì bữa nay con mời bác. Ôi ai mời cũng được mà. Bà nội với mẹ con đâu rồi bé Dũng? Bà nội con ở trong nhà, còn mẹ con ra sau vườn rồi. Ba ơi, hôm nay mẹ con kỳ lắm. Suốt ngày không cười không nói. Có hai bài toán của con mà mẹ giải hoài cũng không xong nữa. Vậy hả con? Thôi vô nói với bà nội con thay đồ cho đi, rồi cả nhà mình đi ăn. Để ba ra coi coi mẹ con ra sao nghe không. Nè nè lẹ đi nha, ông cháu tao chờ đó nghe. Dạ, không vợ chồng con ra liền. Thắm kìa, Thắm, sao em khóc vậy em? À, hay là giải toán cho con không được rồi ra đây khóc một mình phải không? Thôi nín đi, nín đi em, để một lát rồi anh giải giúp cho em. Bây giờ này em vô thay đồ đi, cả nhà sẽ ra nhà hàng ăn một bữa đó. Má với bác Thuận đang chờ mình đó. Mau đi em. Em vô dụng quá, em hư hỏng quá. Em không phải là một người vợ tốt phải không anh? Kìa, sao em lại nói như vậy? Anh đừng có dối gạt em nữa, em biết hết rồi. Em biết, nhưng mà em biết chuyện gì? Chuyện của trái tim anh. Sao Thắm mà anh chưa hiểu được ý của em. Trời đất còn đổi thay thì trách gì ai, sao thay đổi một ân tình chỉ dẫn cho mình vô duyên bạc phước. Khi nhan sắc trang đài mới là mật mới trong cuộc đời của anh chỉ có mình em với tình yêu tha thiết chân thành đã cho anh những năm tháng yên lành. Đừng suy nghĩ ta là ai em à, em đang nói chuyện gì? Chuyện về một mối tình giữa anh với Bảo Châu. À, Bảo Châu, em muốn nói Bảo Châu là người mà anh có thể tự hào sánh đôi trên con đường danh vọng, là người đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân anh. Tôi thật là khờ khạo, tôi đâu biết gian dối lọc lừa, mà anh nỡ nào gạt gẫm tôi làm chi? Mình ơi, anh đâu phải là kẻ lòng một dạ, nỡ phủ rẫy ân tình sau tám năm dài tâm mặn, nhưng một phút buông trôi trên đường đời muôn ngã khi tình dứt đam mê thì trót đã sai lầm. Muốn dừng bữa phiêu lưu thì quan nghiệt đã gieo mầm. Anh biết sự thật này khó mong che giấu, nhưng biết dùng lời lẽ nào để em thấu hiểu lòng anh. Có lý giải thế nào cũng không thể biện minh khi đem hương lửa ân tình chia kẻ khác.
dù lòng của anh không bao giờ bội bạc, và chính Bảo Châu cũng không hề tranh đoạt cho riêng mình. Vậy thì hai người đến với nhau vì mục đích gì chứ? Chính anh và Bảo Châu cũng đang tự vấn lòng mình. Thắm à, nhưng mà rồi cũng không sao tìm ra lời giải thích. Vì anh, tôi cũng biết anh không thể nào giải thích, vì không dám nói ra sự thật ở trong lòng. Nhưng con ngu khờ thì tôi cũng hiểu, khi nhìn vào sự khác biệt giữa tôi với Bảo Châu. Vì kể từ khi về làm vợ của anh thì tôi đã không còn nghĩ gì đến thân tôi nữa. Tôi chỉ nghĩ đến chồng, đến con là trên hết. Bởi vì tôi quá đổi tin anh, tôi ngu dại tin rằng trong trái tim anh chỉ có mẹ con tôi là mái ấm gia đình. Nhưng có ngờ đâu sâu đậm cũng không bằng một dung nhan như hoa tóc khoe màu. Vấn đề không phải là do nhan sắc của Bảo Châu, vì trong 8 năm qua anh đã từng giao thiệp với biết bao cô gái đẹp hơn nữa kìa. Anh Cường, anh hãy nói sự thật cho em biết đi. Có phải Bảo Châu không đồng ý cho anh bỏ rơi em, có phải không? Phải, cô ấy không muốn làm kẻ phá vỡ gia đình của kẻ khác. Hơn nữa cô ấy rất kính trọng em. Vậy tại sao hai người không mạnh dạn chấm dứt đi mối tình vô vọng đó? Trước mặt hai người vẫn còn lối thoát mà. Đã quá muộn rồi em à. Tại sao? Tại vì Bảo Châu đã mang thai. Mang thai? Trời ơi. Thắm à, Thắm, ra ăn cơm đi con. Chuyện đâu còn có đó mà. Má sẽ binh vực cho con đến cùng. Má không để cho thằng Cường nó làm khổ con đâu. Ra đây mau đi con. Mẹ ơi, con muốn ăn chung với mẹ à. Con đói bụng quá. Mẹ ra ăn cơm với con đi mẹ. Thắm, con không có tội nghiệp cho bé Dũng sao? Đừng có để nó hoang mang lo sợ mà con. Nội ơi, cô Oanh tới kìa nội. Ồ, may quá. Oanh. Dạ. Con khuyên nó giùm bác đi. Hồi hôm thằng Cường đi cả đêm không có về, nó khóa cửa phòng nằm khóc ở trong á. Bác lo quá Oanh à. Thẩm à, mở cửa đi, tao về rồi nè. Anh Thiện nó kể cho tao nghe hết rồi. Mở cửa ra đi Thắm. Tao muốn nói chuyện với mày mà. Mày có nghe không Thắm? Mẹ ơi, mẹ Oanh về kìa mẹ à. Mẹ Oanh không để cho ba ăn hiếp mẹ đâu. Mẹ ra đây với con đi mẹ. Thắm à, mày có còn coi tao là bạn của mày không? Sao mày ích kỷ với tao vậy Thắm? Trong khi tao đã cho mày chia sẻ của tao những đau thương khổ hận trong đời biết bao lần. Vậy mà bây giờ chịu cảnh đắng cay, mày ôm giữ riêng mình không chia sẻ cho ai, thì đâu còn giá trị gì của tình bạn. Má hiểu thâm sâu trong cuộc bể dâu, con đang nặng nỗi thương sầu nên má thương con bằng cuộc đời của má.
mày không mở cửa thì tao sẽ hành động một mình. Được rồi, tao đi ngay lập tức nè. Oanh, mày đi đâu? Tao đi gặp những người mà mày không dám gặp. Mày gặp họ để làm gì? Tao sẽ làm những việc mà mày không dám làm. Tao đi nè. Đừng. Oanh ơi, tao lại mày. Tao gian xin mày. Tao sợ lắm Oanh ơi. Tao sợ mình sẽ không chịu nổi hoàn cảnh trái ngang. Sợ phải nghe những lời nói phũ phàng. Sợ phải đứng nhìn hạnh phúc vỡ tan. Vậy mày nằm khóc một mình sẽ giữ được hay sao hả? Mày nói đi. Nếu thương tao, xin hãy lặng yên, giữ lại bình yên dù cho chỉ một ngày. Chuyện phải còn hay mất không do nơi mình muốn được đâu. Nhưng mày đã quen làm lớn chuyện ra, anh Cường sẽ không tha thứ cho tao đâu anh ơi. Mày có lỗi gì mà sợ anh không tha thứ? Mọi chuyện là do ảnh mà. Nếu mày im lặng cũng có nghĩa là mày chấp nhận đem chồng mày dâng tặng cho nó. Nó giành được chồng mày mà nó còn nói mày ngu nữa. Nếu mày không dám đi, để tao đi, mày đừng có cản tao nữa. Bác biết con rất thương con Thắm, nhưng nếu một mình con tới đó, bác chỉ sợ là... Bác sợ họ mắng con nhiều chuyện chứ gì? Bác sợ con không đủ tư cách chứ gì? Con không quên điều đó. Và con chấp nhận. Vì hơn ai hết, anh Cường rất rõ mối quan hệ giữa con với vợ ảnh. Thắm à, trong cuộc đời này, tao đã nhiều lần gia vấp. Tao đã từng chịu khổ đau tủi nhục. Nhưng tao không chịu đựng nổi cho những điều đó đổ trút xuống đời mày. Vì mày quá thật thà hiền hậu, không ai có quyền làm khổ mày hết, mày nghe chưa? Bây giờ quyền ăn nói là của mày. Nếu mày muốn tao bị họ sỉ nhục thì mày cứ ở nhà đi, không có sao hết. Tao đi đi nè. Quanh, Quanh ơi, tao gian mày, mày đừng đi mà. Quanh ơi, Quanh. Bảo Châu. Ở kìa anh Vinh. Anh rất đúng hẹn đó. Ngồi, ngồi đi anh. Cảm ơn em. Sự đúng hẹn của anh xưa nay không có gì thay đổi. Còn em, em đúng hẹn như thế này mới đáng ngạc nhiên đó. Trời ơi, hẹn chuyện làm ăn thì phải khác cuộc hẹn với người tình chứ anh. Bây giờ chúng ta là bạn hàng với nhau mà. Xa nhau mới một năm mà Bảo Châu có nhiều thay đổi quá. Ủa, còn anh Cường? Anh Cường đâu sao không tới? Anh bận giải quyết một số chuyện gấp ở công ty rồi sẽ đến liền. Sợ trễ hẹn với anh nên em phải đến sớm nè. Nếu như hơn một năm trước đây Bảo Châu cũng quan tâm anh như thế này thì chúng ta đã không phải chia tay trong lặng lẽ. Thôi anh đừng có nhắc nữa. Có mấy ai sau một lần vấp ngã mà không khôn hơn đâu. Đối với chúng ta bây giờ tất cả đã thành kỷ niệm. Nhưng đó là những kỷ niệm đẹp mà anh không thể nào quên. Nhất là những buổi chiều quang vắng khi Đà Lạt âm thầm hờ hững đón hoàng hôn. Từng lớp sương mù đè nắng xuống lũng sâu, gió chiều lạc hướng về đâu. Để rằng không già không hát kiêu ngao, một mình anh chậm dưới chân đồi, nơi đã cho ta bao xúc cảm bồi hồi. Tiếc thương ngày tháng qua rồi mà nghe tiếng thời gian trôi. Có lần trong tâm thương em ngậm ngùi, tiếc cho thời tuổi dài khi từ giả chốn sương mù lại một mối tình sau lưng. Biết
rằng không thể nào thay đổi được, nên em dặn lòng phải cố mà quên. Và giờ đây để tròn ước nguyện, còn anh thì vẫn chịu cô đơn. Chỉ tại anh thôi, biết bao cô gái đẹp đang chờ đợi anh dành cơ hội. Anh chỉ có cơ hội cho chính mình, nhưng khi gặp em rồi thì cơ hội đó bây giờ coi như đã chết. Anh Vinh, cái chết đột ngột của ba anh là sự mất mát lớn lao mà anh vừa gánh chịu, nhưng cũng từ đó đã làm sống lại trong lòng anh niềm hy vọng, vì giữa chúng ta không còn ai ngăn cản. Nhưng anh nó chậm chân trên đường tình muôn lối, vì hình bóng người xưa đang đổi hướng đi về. Em có bạn chung đôi, còn anh làm kẻ đứng bên lề. Vết thương xưa thêm một lần nhỏ máu, dù chưa kịp lành từ dao phai xa. Thao thức ngắm ngùi đêm lại từng đêm, sương lạnh tương tư bên thềm đang nhỏ giọt. Anh chọn niềm đau êm mái ngọt ngào cho đẹp lòng nhau, và dây chào mộng đến với em trong tư thế vững vàng, nên em luôn được bình yên trong vòng tay bảo vệ. Quá khứ của em là chuỗi ngày quang phế, nên em quyết giữ gìn hạnh phúc của hôm nay. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để giúp cho em giữ gìn hạnh phúc. Từ nay anh sẽ dành hết những hợp đồng lớn cho công ty anh Cường thực hiện. Vì anh Cường phát đạt thì hạnh phúc của em sẽ vững vàng hơn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ơ kìa, anh Cường tới rồi kìa. Xin lỗi, lần hẹn đầu tiên mà tôi đến trễ. Xin lỗi ông ạ. Không sao, ai có thể giận được khi ông có một trợ thủ thông minh lanh lợi như cô Bảo Châu đây chứ. Thôi đi, em chưa đủ tiêu chuẩn làm trợ thủ cho ảnh đâu anh Vinh ơi. Chỉ sợ tôi không đủ sức trả lương cho Bảo Châu thôi đó chứ. Nếu ông chần chờ, coi chừng tôi mời Bảo Châu về làm thư ký riêng của tôi thì đừng có trách nghe chưa. Thôi, chúng ta bắt đầu nghe ông Cường. Sau khi được Bảo Châu giới thiệu và qua cú điện thoại của chúng ta đã một lần trò chuyện với nhau, đề nghị ông tôi hoàn toàn chấp nhận. Và chính đây là bước thứ hai, chúng ta cùng tham khảo hợp đồng. Đây, tôi đã chuẩn bị cho ông. Ông nên xem kỹ rồi quyết định chỉ trong thời hạn 3 ngày. Tôi chỉ còn có một việc băn khoăn, chỉ sợ rồi gặp phải khó khăn. Vì thực lực của tôi có giới hạn, mà hợp đồng thì lại quá cao, số hàng ông đặt quá nhiều. Cùng vì muốn giúp đỡ chúng ta, nên anh đem những hợp đồng quan trọng, vốn càng nhiều thì lời cũng tăng theo. Đã có Vinh nâng mũi chịu xào, có gì anh phải lo âu. Thôi được, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi biết là sẽ được mà. Tôi sẽ cung cấp nguyên liệu cho ông theo từng hợp đồng, cho đến khi nào ông đủ sức tự mình lo lấy. Như vậy chẳng khác nào tôi kinh doanh bằng vốn của ông. Vì ông tốt số
có một người như Bảo Châu đây làm bùa hộ mệnh. Thôi, ông cứ xem lại hợp đồng cho kỹ. Ngày mai chúng ta giải quyết xong tất cả, để tôi còn phải về Đà Lạt nữa. Được, hẹn gặp ông ngày mai. Hy vọng chúng ta hợp tác lâu dài. Chào ông, chào Bảo Châu nhé. Chào anh. Sao, nhớ được một mối làm ăn lớn thưởng cho em cái gì nè? Anh thưởng cho em bất cứ điều gì mà em muốn. Nhưng mà nghe anh hỏi nè, thời gian gần đây đó em chạy cho anh được nhiều mối lớn, vậy em có thiệt thòi gì không? Có chứ sao không có. Có hả? Em đã để cho họ làm gì em chứ? Ai dám làm gì em đâu. Chỉ có em phải chạy tới chạy lui, quên ăn quên ngủ để lo công việc cho anh thôi. Nè, người ta già đi rồi nè, thấy không? Già đâu mà già, không biết nữa. Anh thấy em đẹp ra thì có. Thôi đi, đừng có nịnh quá đi ông à. Vui vẻ quá hả anh Cường? Hoàng Oanh. Chị Thắm. Em không biết anh ở đây. Em không có ý đến đây đâu. Em... Đúng rồi, nó không muốn đến đây, nhưng chính tôi bắt buộc nó đến đó. Thôi, em về trước. Em xin phép chào hết à. Cô đứng lại. Nhân vật chính trong chuyện này là cô đó. Oanh ơi, đừng mà Oanh ơi. Đây là chỗ đông người. Em muốn gì đây hả Hoàng Oanh? Cái câu hỏi đó phải để tôi hỏi hai người mới đúng chứ. Cả hai đều là người có tiếng tăm địa vị. Vậy mà người thì bỏ vợ bỏ con, len lút ra đây để họ hẹn tư tình. Không kể gì nghĩa nhân đạo lý ở trên đời, còn kẻ lẳng lơ đánh mất lòng tự trọng, bất chấp miệng đời đi giật vòng người ta. Oanh à, em đừng có nên dùng những lời nặng nhẹ. Tất cả lỗi lầm một mình anh gánh chịu. Đừng ai cố tình xúc phạm đến Bảo Châu. Nè nè, chính vợ anh mới là người đang cần bênh vực. Oanh ơi, đủ rồi, mày đừng gây lớn chuyện mà. Thắm à, chuyện này chắc em vô cùng sung sướng lắm phải không? Mượn tay người khác để mà bỏ giả hờn ghen. Oanh ơi, có nghe những lời nói phũ phàng. Tội lỗi bây giờ tao phải chịu riêng mang. Có khổ bao nhiêu tôi chỉ khóc một mình. Đối mặt làm gì thêm nặng nỗi thương đau. Anh Cường, mấy lâu nay tôi hằng ngưỡng mộ tư cách của anh. Tôi vô cùng sung sướng vì đứa bạn gái hiền hậu thật thà của tôi được anh ban cho hạnh phúc. Nhưng bây giờ cũng chính anh làm cho tôi thất vọng lắm anh Cường à. Anh không phủ nhận lỗi lầm của anh, nhưng có những sự việc không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được. Nếu muốn trách á, thì em và Thắm hãy trách anh đây nè. Chứ còn Bảo Châu không có lỗi. Tôi không được khỏe, tôi xin phép về trước. Để anh lấy xe đưa em về. Cô Châu. Cái gì vậy? Tôi không thể mất chồng, con tôi không thể mất cha. Tôi biết, tôi biết tôi không đủ sức giành giật với cô, nên tôi quỳ xuống đây nè. Tôi van xin cô, cô hãy trả chồng tôi lại cho tôi. Tôi van xin cô mà. Thắm, chị làm cái gì mà kỳ cục vậy? Trời đất ơi, mày đứng lên đi. Tại sao phải quỳ trước mặt nó chứ? Cô hứa với tôi đi, cô hãy trả chồng tôi lại cho tôi đi mà. Trời ơi, buông tôi ra đi. Cô đừng có đi. Tôi van xin cô, tôi van xin cô mà. Chị đừng có níu kéo tôi mà, hãy buông tôi ra đi. Cô Châu à, buông ra. Kìa, Bảo Châu, Bảo Châu, em có sao không hả Bảo Châu? Anh ơi, em đau bụng quá à. Chắc cái thai, bây giờ anh ơi, cái thai đau quá anh ơi. Để anh đưa em đi bệnh viện. Em không sao đâu mà Bảo Châu, để anh đưa em đi bệnh viện. Oanh ơi, tao không cố ý đâu. Tao biết tao không xô ngã cô ấy. Tao không muốn giết con cô ấy đâu. Không đâu con. Thắm ơi, Thắm. Trời ơi, không biết con nặng lắm không mà sao lâu quá vậy kìa. Chắc không sao đâu. Tôi không thấy chảy máu mà. Cái gì? Không thấy chảy máu hả? Không thấy chảy máu mới đáng sợ đó. Tôi cho cô biết nha, gần chỗ tôi có một ông bị đụng xe, không thương tích máu me gì hết trơn hết trọi. Về nhà chưa đậy tiếng đồng hồ, ói mửa rồi xí lắc léo luôn hả? Ê nè, tôi điện thoại cho anh đến đây để trấn an tôi.
chứ không phải để cho anh nói ba cái chuyện xui xẻo đó đâu nghe. Trời ơi, nếu đã xui thì muốn tránh cũng không có được đâu, cần gì phải tự dối mình như vậy chứ. Nhưng dù sao thì chị Thắm cũng là người tốt, tôi tin là chị không sao đâu. Đúng cô rồi, đừng có lo. Không có sao. Bác sĩ ơi, bệnh nhân có làm sao không bác sĩ? Cô cứ yên tâm, ngoài những vết đầy xước nơi cánh tay, cô ấy không có chấn thương nào đáng kể. Nhưng có điều tôi thấy hơi là lạ. Là sao bác sĩ? Nếu gặp những ca cấp cứu tương tự thì nạn nhân sẽ hồi tỉnh lại rất nhanh. Vì tôi đã nhiều lần cẩn thận kiểm tra, cơ thể nạn nhân hoạt động rất bình thường, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa hồi tỉnh lại. Có một nguyên nhân làm tôi hơi e ngại, là nạn nhân đang gặp phải chuyện đau buồn, rồi mới sinh ra tuyệt vọng chán chường. Cô ấy không còn ý chí để vượt qua. Bác sĩ đoán trúng rồi đó. Mấy ngày nay gia đình chị ấy gặp chuyện không vui, trước khi xảy ra tai nạn chỉ còn bị một cú sốc mạnh nữa. Bác sĩ, nếu vậy bây giờ phải làm sao hả bác sĩ? Liệu có khi nào nó không tỉnh lại nữa không bác sĩ? Cô đừng sợ, vấn đề chỉ là nhanh hay là chậm thôi. À, tôi xin hỏi thăm một câu, trong gia đình nạn nhân có người chị hoặc em gái nào tên là Trần Lệ Hằng không? Không có, tôi ở cạnh nhà nó từ nhỏ mà. Nó chỉ có đứa em trai, cha họ Lê, mẹ họ Phạm, tất cả đã qua đời rồi. Nó mồ côi một mình từ năm lên 9 tuổi. Có lẽ đây là một sự trùng hợp. Nhưng mà chuyện gì vậy bác sĩ? Không, tôi muốn hỏi thăm vậy thôi. Xin lỗi, tôi phải đi có việc, một lát tôi sẽ ghé lại thăm cô ấy. Xin chào. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, chào bác sĩ. Bây giờ tôi hết sợ rồi đó. Mệt thì anh về nghỉ đi. Tôi đâu phải chỉ để cho cô hết sợ, mà tôi còn quan tâm đến sinh mạng của chị Thắm nữa kìa. Chừng nào chị thật sự tỉnh lại thì tôi mới yên tâm được. Nè, lý do nào khiến anh quan tâm đến nó dữ vậy? Một lý do rất đơn giản, đó là sự đồng cảm. Đồng cảm? Trong cái vấn đề này anh cũng đồng cảm với nó sao? Chẳng lẽ trước đây anh cũng... Nè, cô đừng có hiểu lầm nghe chưa. Tôi chưa từng có bạn gái thì làm sao có chuyện giống như vậy được. Có điều mấy ngày trước đây nè, chị Thắm đã gục đầu khóc nức nở trên vai của tôi. Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến hoàn cảnh của mẹ con tôi hơn 20 năm về trước. Lúc đó tôi mới có 12 tuổi à. Mẹ tôi cũng đã ôm chầm lấy tôi và khóc. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi cũng cảm nhận được những giọt nước mắt của mẹ tôi đã làm ấm nóng cả vai tôi. Thôi tôi hiểu rồi. Nói vậy trước đây mẹ anh cũng từng bị ba anh bỏ rơi phải không? Không, không phải mẹ tôi mà chính là tôi. Một đứa con mà theo lời của ba tôi đã sinh ra vào đúng ngày giờ mà ông cho là xung khắc. Ông bảo từ lúc tôi chào đời, công việc làm ăn của ông luôn luôn thất bại. Thế là lời tiên đoán của lão thầy bói mù nào đó đã biến thành định mệnh đè nặng xuống đời tôi. Và khi con tàu buông quăng bị chìm đắm giữa đại dương mịt mù xa thẳm, thì giông tố phong ba trên dòng sông thơ ấu cũng vùi dập tả tơi cho đức đoàn thăm tình. Tâm hồn non dại của tôi luôn ám ảnh khi ông nổi trận lôi đình. Rồi ông cương quyết bỏ tôi vào cô nhi viện, như vứt bỏ khỏi đời ông một nghiệp dương quang gia. Mẹ tôi khóc lóc van xin thảm thiết, cô giữ tôi trong vòng tay gầy heo thịt da, để được ông ban cái ân huệ mỉa mai là bồng bể nhau rời khỏi mái gia đình. Hèn gì mà tôi thấy anh hận ông ta đến vậy. Bây giờ mẹ của anh đâu? Chắc bà ấy cũng ở vậy nuôi anh cho tới ngày anh khôn lớn chứ. Năm
năm ấy mẹ tôi đã đưa tôi về sống nhờ bên ngoài. Nhưng khi thất thế xa cơ thì càng thấm thiết cầu thể thay nhân tình. Thấy mẹ tôi bị bên chồng ruồng bỏ, không mong gì nhờ cậy nữa nên cán cẩu cắt gì mớt hủi đuổi xuống. Mẹ vì tự tay chặt lá đốn cây dựng tạm căn chòi bên dòng sông Quan Văn. Mẹ bắt ốc hai đau giặt mưa dài nắng qua cơn cực đói nghèo nên mẹ cũng bỏ tôi mà ra đi. Một đám tang buồn không kẻ thuộc người thân, chỉ có tôi tiện mẹ tôi đi một chiều mưa lất phất. Tôi mới 15 đã cạn khô dòng nước mắt vì khóc cho đời tôi đời mẹ lắm đau buồn. Tôi không ngờ tuổi thơ của anh đau thương và buồn thảm quá. Vậy rồi sau khi mẹ anh chết, cuộc sống của anh ra sao? Nghe tin mẹ tôi chết, ông cho người xuống bắt tôi về và bảo rằng ông ấy đã ăn năn. Nhưng làm sao tôi có thể tẩy xóa hết được sự uất hận đã hằn sâu trong tâm não. Thế là tôi bỏ trốn đi, chịu thương chịu khó lăn lộn giữa chợ đời. Tôi đã thề trước vong linh của mẹ tôi rằng tôi sẽ trưởng thành từ đôi tay và sức lực của tôi và sẽ không bao giờ. Làm gì vậy? Sao cô nhìn tôi ghê vậy hả? Không, tôi chỉ hơi bất ngờ khi phát hiện có một con người khác ở trong anh. Tôi mong anh bỏ qua cho sự đánh giá vội vàng của tôi về anh. Tôi không có thời gian để trách cô đâu, bởi vì hoàng gia tới rồi kìa. Ủa, có con đây nữa hả? Cô Thắm sao rồi con? Cô thức cả đêm qua rồi, chắc là đói bụng lắm. Để tôi đi mua chút gì cho cô ăn nghe. Bác à, ai báo cho bác biết mà tới đây vậy? Bà Chúc, mẹ chồng con Thắm gọi điện thoại nói bác tới đây trước. Bà đưa bé Dũng đi học rồi bà ghé sau. Con Thắm sao rồi cháu? Nó chưa có tỉnh, nhưng mà bác sĩ nói không có sao. Bây giờ bác vô phòng gặp bác sĩ Trung hỏi xem có vô thăm nó được chưa. Con phải về tắm rửa thay đồ xong cái con quay trở lại liền. Được rồi, cháu cứ về đi. Ở đây có bác rồi, đừng lo gì hết á. Về đi cháu. Thắm ơi Thắm. Thắm mà, con có nghe bác nói không Thắm? Con có nhận ra tiếng của bác không? Bác sĩ nói con không còn ý chí vì tuyệt vọng chán trường. Con đừng nghĩ dại như vậy nha con. Cuộc đời luôn có điều tương phản để tạo nên sự nhịp nhàng sống động. Có bóng đêm tăm tối để con người biết khát khao ánh sáng ban ngày. Có đau khổ đắng cay để ta hiểu thế nào là giá trị của niềm vui hạnh phúc. Có kẻ xấu để ta nhìn ra người tốt. Có sai lầm rồi mới thấm thía lúc ăn năn. Thấm, vậy thì con đừng nên nhìn vào khuyết điểm của cuộc đời, mà con phải thấy rằng chung quanh con còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Con phải hiểu rằng về bản thân mình, tuổi xuân đang giữa độ tươi hồng, dẫu cho bao cay đắng trong lòng, những cuộc đời còn chan chứa trên vai còn bổn phận với đứa con thơ đang trong ngóng mẹ từng giờ, nỡ nào để cho nó bơ vơ. Bác hiểu con rất quý yêu chồng, nhưng hiện giờ đây nó mắc phải sai lầm. Nếu như con đi trong lặng lẽ âm thầm, nó ăn năn rồi ai sẽ thứ tha. Con nghe được bác rồi phải không? Con nghe lời bác rồi phải không con? Bác sĩ ơi, y tá ơi, nó tỉnh rồi nè. Bác sĩ ơi, bác sĩ, mau mau đi bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Hả? Bác à,
Chuyện gì vậy bác? Nhúc nhích. Tôi thấy bàn tay của nó nhúc nhích. Chắc là nó sắp tỉnh rồi đó bác sĩ ơi. Bác sĩ quay lại con. Để cháu khám lại đã. Bác Thuận, vợ con sao rồi hả bác? Trăng với sao gì? Vợ mày bất tỉnh mê man mà giờ này mày mới tới đây nè. Tình nghĩa như vậy đó hả mày? Trời ơi, thiệt là tao bất minh mày mà. Bác nhỏ tiếng giùm, đây là bệnh viện mà. Xin lỗi bác sĩ, tôi nóng quá. Nè nè, tao kêu nó dậy rồi đó, nhưng tao biết người nó muốn gặp là mày đó. Suy nghĩ cho kỹ đi nghe con. Ở trên đời này có người muốn ăn năn nhưng ông trời ổng không cho cơ hội nữa đó nghe. Bác sĩ à, vợ tôi ra sao rồi hả bác sĩ? Bà ấy đã tỉnh lại, có lẽ không còn gì nguy hiểm nữa, nhưng thần kinh đang còn dao động, xin ông hãy cẩn thận. Cảm ơn bác sĩ. Thắm ơi, anh đây nè em. Em có nhận ra anh không Thắm? Thắm ơi, anh Cường. Anh Cường. Thắm. Thắm ơi, bình yên rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu. Nín. Nín đi em. Nín đi em. Anh Cường ơi, em sợ lắm. Em thấy mình lạc lõng giữa bóng đêm vô tận. Chung quanh em mịt mờ sương khói, tiếng gió rét rợn người và da lạnh buốt xương da. Em gọi anh lên lạc giọng khàn hơi, mà sao anh không một lời đáp lại. Và lúc đó em chợt nghe tiếng gọi. Tiếng gọi ấy đưa em đến một vùng ánh sáng. Em vui mừng khôn tả, nhưng cũng kịp nhận ra đó không phải là tiếng gọi của anh. Anh xin lỗi em, vì đêm qua anh về gặp má độ nửa giờ rồi anh lại đi, cho nên anh không biết tin em gặp nạn. Anh đi lo cho Bảo Châu à? Phải, đứa con ở trong bụng Bảo Châu không còn nữa. Không, không phải em, không phải em thiệt mà. Em không cố ý làm cho Bảo Châu vấp ngã. Em không cố ý, em không có cố ý mà. Anh biết mà. Và cả anh với Bảo Châu cũng không trách em đâu. Anh không trách em à? Chiếc nhẫn cưới. Anh Cường à, tại sao trên tay anh không còn đeo chiếc nhẫn cưới? Anh bỏ nó đâu rồi? Anh tối hôm qua về nhà anh gửi cho má, anh không có bỏ nó đâu. Có nghĩa là anh muốn ly hôn. Thắm à, anh hãy trả lời em, có phải hay không? Phải không? Anh nói đi. Phải, nhưng mà đừng nói nữa. Em hiểu rồi. Em hiểu rằng vị trí của em trong tim anh đã không còn nữa. Em đã quên rằng bây giờ bên cạnh của anh còn có một người mà anh hết dạ. Lòng cha đã rối bời, trước ngã rẽ cuộc đời, chân anh bước chơi vơi. Tôi sẽ giúp cho anh đạt thành ước nguyện. Anh cần thời gian để cân nhắc mọi bề. Nếu anh còn sợ tiếng thị phi thì tôi sẽ giúp cho anh một con đường giải thoát. Vì bờ bến quang sơ con đò một nát thì lưu luyến mà chi thêm ám đạm khúc sông mà buồn. Dù anh đã bên tôi từ đổ nước trên nguồn, nhưng tôi không đủ sức theo anh về biển cả. Mà khát vọng của anh là phải tung hoành ngang dọc giữa đại dương. Dù lòng tôi vẫn còn chinh nhớ mười thương, nhưng tâm hồn anh lại có đến trăm ngàn mơ. Định mệnh khiến tôi mong gì thay đổi được tôi.
Trong những trường hợp vợ chồng ly tan, không phải hầu hết đều do ở người này so sánh với người kia về thân phận, nhưng mà đôi khi còn do cả hai. Họ không thể gần nhau vì họ không còn tìm được nhau ở cái cảm giác ban đầu ấy mà. Nếu như tôi biết nghĩ về bản thân mình một chút thì có thể tôi đã không đánh mất đi cái cảm giác của anh đâu. Thầm ơi, anh biết rằng chấp nhận chuyện chia xa em sẽ mang nặng vết thương lòng nhức nhối, nhưng thà chịu một lần thay đổi để trọn đời mình có thể vui, vì sẽ bất hạnh nhiều hơn nếu ta còn níu kéo, thì giữa đôi ta đã phai nhạt ân tình. Vì vậy cho nên tôi quyết định cho mình khép lại những ước mơ mà tôi hằng thiêu dệt, phó mặc thân tôi xuôi theo dòng định mệnh, cho anh được yên lòng xóa hết mọi ưu tư. Mục đích của anh đến đây là để thăm em, chứ anh không có định nói về cái chuyện này. Em à, em cứ lo dưỡng bệnh đi, chúng ta sẽ bàn với nhau vào dịp khác, được không em? Vui sướng gì mà kéo dài thêm khổ. Anh cứ làm thủ tục đi, tôi sẽ sẵn sàng đến ký cho anh. Còn đấy, nhẫn cưới của anh tặng tôi xin trả lại để cho anh yên lòng đừng vướng bận gì tôi. Thắm, Thắm, em chạy đi đâu vậy? Thắm, Thắm. Chị làm cho mọi người lo sợ tìm kiếm chị khắp nơi vậy đó. Mai mà Oanh đoán là chị sẽ về đây, chứ không thì có ai biết chị đâu mà tìm. Thắm à, tao biết bây giờ mày chỉ còn có chỗ này để trang trải nỗi buồn và tiếng khóc, nhưng mà tại sao mày không chờ rủ tao theo? Không có tao thì mày khóc với ai đây hả Thắm? Nền nhà cũ của mình đâu rồi hả Oanh? Mày tìm cho tao đi, mày tìm cho tao đi. Thì ta đem nó đi đâu mà ta tìm nãy giờ không gặp? Thắm à, mày tỉnh lại đi. Người ta đã san bằng nó để chuẩn bị cất lên ngôi nhà mới. Nó không có còn nữa đâu Thắm à. Người ta đã san bằng nó rồi hả? Tại sao? Tại sao người ta lại xóa đi kỷ niệm cuối cùng của đời tôi? Tại sao người ta không để cho tôi có nơi để lẩn trốn cuộc đời khốn khổ? Dù đó chỉ là một nơi đổ nát rêu phòng. Thắm à, có dãy phố đầy trên nền cũ cho thang, cây bàng nay đã chết một rửa với thời gian.
chỉ là những hình ảnh tóc tàn, nhưng cũng đủ cho tôi gợi gắm thân mình. Nơi tôi đã sinh ra sẽ đón tôi về cõi chết. Thắm ơi, chị Thắm, nếu nẻo nhân gian chỉ vừa mỏi mệt thì hãy tựa nương vào hơi ấm thắm tình. Quanh quanh là người che chở trên mỗi bước gian truân. Tôi cũng xin làm một người bạn chi thân, để cùng chỉ sớt chia cay đắng giữa đường trần. Dù hạnh phúc đã tan như khói chiều sương sương, nhưng mây còn bốn phần với một đứa con trong tuổi dài khùng. Nó cần mẹ thương yêu dù cho đến bao giờ. Những con người không thể sống nếu như cuộc đời đã mất hết niềm tin. Chị Thắm à, nhưng mà anh Cường không phải là tất cả trong cuộc đời của chị đâu chị Thắm à. Chị không chỉ là người vợ bị bỏ rơi, mà chị còn là một người mẹ. Một người mẹ của một đứa con đang ngày đêm chờ đợi chị quan tâm săn sóc. Không có tôi thì cha nó vẫn lo lắng cho nó chu toàn mà. Thắm, mày hãy nhìn tao nè. Mày nhìn tao đi, mày nhìn tao đi để nhớ lại một buổi chiều của hai mươi mấy năm về trước. Khi tao với mày từ nội trú trở về, mình đã ôm nhau đứng khóc khi hai ngôi nhà chỉ còn lại mớ tro tàn. Và những người thân yêu nhất của chúng ta đã vĩnh viễn xa đi trong ngọn lửa. Còn có gì tuyệt vọng hơn nữa không? Còn có gì bất hạnh không nữa hả Thắm? Vậy mà chúng ta vẫn sống, sống bằng tình thương của những con người không cùng chung quyết thâm. Dù trong những đêm thâu khi đèn khuya hắt bóng, mình đã khóc bên nhau trong lặng lẽ. Cảnh buộc chúng ta phải trưởng thành trước tuổi, vì đâu còn sự lo lắng dỗ dành an ủi của người thân. Rồi trên bước đường đời hễ chỉ ngã em ngưng, chia từng miếng ăn và nỗi niềm hy vọng. Ngày chúng ta vào đại học, mình đã thức trọn đêm dài mơ ước chuyện. Đó mình còn nhỏ dài, đâu hiểu được giá trị những gì mình mất mát. Nhưng còn bây giờ mình đã cảm nhận được tất cả rồi. Hạnh phúc và đau khổ, niềm vui và nỗi buồn. 8 năm qua tao được tất cả, để rồi bây giờ tao mất đi tất cả. Thắm à, nhưng mà điều mày mất đi chỉ là sự phản bội dối gian, chứ không phải là tất cả. Mày có hiểu không? Có lẽ trong 8 năm qua, nghị lực và niềm tin của chị đã bị hòa tan trong niềm vui hạnh phúc. Chị đã tự biến mình thành viên sỏi nhỏ để làm một phần da thịt của ngọn núi uy nghi. Chị đã quên rằng bản thân mình cũng có một cuộc đời riêng, để sống, để yêu và cũng để chấp nhận những khổ sầu bất hạnh. Đừng nên biến nó thành số phận cho cuộc đời luôn mang nặng tối ưu hoài.
đang bệnh mà. Mày không thể dầm mưa đâu Thấm. Đứng lên đi Thấm. Mình về đi chị Thấm. Không. Chị Thấm, tôi muốn nhờ trận mưa bất chợt xóa sạch giùm tôi những cài đắng phiền. Nếu như tôi đã dám đương đầu cùng số phận thì có nghĩa lý gì một trận mưa xuống khi bên cạnh tôi còn có những người thân đang truyền đến tim tôi hơi ấm nồng nàn của sự sống. Và con của tôi có lẽ nó đang mỏi mòn trong ngông khi nghe tiếng sấm ngoài trời là nó ôm chặt lấy thân tôi. Tôi xin được nếm lần sau cùng những giọt mặn trên môi để ra lệnh cho mình từ nay tôi khóc nữa. Và tôi sẵn sàng bơi ngược dòng định mệnh bằng cuộc đời riêng không dính bằng thương sâu. Thấm, mày nói gì? Nói lại cho tao nghe lần nữa đi Thấm. Quanh, tao xin lỗi vì suýt chút nữa là tôi quên mất là các bạn rồi. Quanh ơi, Thấm, tao sẽ theo mày ra ngoài làm việc. Đúng rồi, tao cũng có cuộc đời riêng của tao phải không Quanh? Đúng rồi, và đó là cuộc đời rất đẹp nữa Thấm à. Mình sẽ ở cạnh bên nhau như hồi xưa đó. Cái hồi mà mày chưa đánh mất cuộc đời mày trong bổn phận, mày nhớ không? Mày thông minh hơn tao, mày học giỏi hơn tao nữa, mày nhớ không? Và còn hơn nhiều người khác ở tính thật thà, ở lòng nhân hậu. Tôi tin, và tôi rất tin là chị không thua kém ai đâu chị Thấm à. Anh Thiện, Hoàng Quanh. Chị Thấm. Thấm, tao mừng quá Thấm ơi. Quanh, báo cáo tài xế đã mang xe đến. Ủa trời đất ơi, sao cái mặt khó coi quá vậy hả? Ai biểu anh coi mà khó hay dễ? Để người ta đứng chờ gần cả tiếng đồng hồ rồi mà còn giỡn được hả? Người ta đang lỡ tay nghe điện thoại của em là lập tức bỏ hết công việc chạy tới đây nè. Không biết thương mà còn giận nữa, phiền phức quá. Phiền phức hả? Phiền phức thì anh về đi, tôi không có cần anh nữa. Gì dữ vậy? Nè, cho em biết nha, từ hồi nào tới giờ anh không biết năn nỉ đàn bà con gái đâu nha. Đừng có hở ra là giận hờn làm anh khổ tâm lắm em biết không hả? Ai mà thèm giận cái bản mặt cù lần của anh. Đàn ông con trai gì mà không biết ga lăng à? Đàn ông con trai gì mà không có phong độ? Thấy nghĩ mô Phật. Làm gì mà mô Phật? Làm ơn ghét giùm đi, để tôi khỏi mất công thương cho đỡ mệt. Ai làm anh mệt chứ? Ai thì tự biết á. Công việc của người ta bề bộn mà tôi ngày cứ gọi tới gọi lui, khi đòi đi dạo phố, lúc thì muốn gặp cho đỡ nhớ. Trời ơi, mà hễ gặp rồi là trách giận tùm lum riết, rồi không biết đâu mà chịu. Chắc kiếp trước tôi gây lắm tội tình nên kiếp này tôi mới gặp anh. Đàn ông nghe gì mà khô như là cục gạch. Ừ đó. Nói chuyện một hồi tôi tức muốn bể tim. Thế
thấy tôi hiền rồi em cứ đổ tội cho tôi hoài. Làm quá coi chừng tôi trốn luôn đó nghe. Ơi, làm như anh là bao vật không bằng. Vậy mà có người đeo riết không tha. Ngon vậy đó hả? Được rồi, vậy bây giờ tha cho anh đó. Anh làm ơn leo lên cái chiếc xe cà tàng của anh mà xéo đi cho. Xéo đi. Trời ơi, thấy ghét không? Tự nhiên cái xéo đi, xéo đi. Thôi mà, quanh. Không có quanh co gì hết á. Chỉ tại tôi điên. Chỉ tại tôi khùng. Ai nói vậy? Thì tôi thấy tôi vậy đó. Xe hơi xếp hàng dài, mời đón tôi mà tôi không lên. Lại thích ngồi lên cái chiếc xe cà tàng. Nay thì lột dên, mai thì xếp bánh. Bây giờ anh đi chưa? Quanh. Anh đi chưa? Anh đứng một hồi hả? Tôi châm lửa rồi đốt xe anh bây giờ nè. Thôi dần hơn chi em, cho khói sương văng đầy trong mắt em. Anh thèm nghe tiếng em vui cười, cho thấy trong lòng với niềm cay đắng. Đời ta nhiều xót xa, bao năm tháng qua khô cằn tuổi xanh. Có em rồi giữ tâm hồn anh, màu nắng lên tươi hồng giữa chan tình xanh. Qua một mãi mãi bên nhau yêu suốt đời, yêu nhau đi tới tương lai thắm tươi ngày mai. Xua đi gia lặng trong tháng ngày buồn đau, đến mai sau này anh dành buồn vui bù đắp cho. Nói thì nhớ á, và nhớ không có được chọc giận em nữa à nghe. Tại anh muốn em vui thôi, chứ dạy gì mà làm cho em giận. Sao, bữa nay muốn đi đâu đây hả? Không biết nữa. Trời đất ơi, vậy tự nhiên gọi anh tới đây làm gì hả? Tại bữa nay ông bác sĩ Trung đến nhà thăm con Thắm, nên em lật đật gọi anh đến chở em đi, chứ đâu có dự định đi đâu đâu. Bác sĩ Trung tới nhà mắc mớ gì em phải bỏ đi? Trời ơi, sao anh chậm tiêu quá à. Bác sĩ Trung đang đeo đuổi con Thắm, em phải lánh mặt để nhường không gian tình tứ để hai người tâm sự nữa chứ. Nè, bộ em tính làm mai anh Trung cho chị Thắm hả? Không có à nghe. Em chỉ lịch sự vì biết điều thôi. Còn chuyện gì tới cứ để tự nhiên nó tới. Mà con Thắm nó khổ nhiều rồi, nếu gặp được người tốt cũng nên tạo cơ hội cho nó tìm lại nguồn vui chứ. Không lẽ cái thằng cha Cường có vợ khác? Rồi anh nữa, anh muốn nó ở vậy suốt đời hả? Đâu có. Anh tưởng em mày đặt làm mai làm mối, lỡ có chuyện gì người ta nặng nhẹ em. Trời ơi, anh làm sao chịu nổi. Mô Phật nha, quen anh gần cả năm mới nghe nói một câu nghe mát cái ruột á. Mát ruột phải không? Ừ. Vậy thì bây giờ xin mời em lên xe, anh sẽ chở em đi bất cứ nơi nào em muốn. Leo lên cái xe cà tàng này. Trời ơi, sao em hồi hộp quá à? Hồi hộp cái gì? Nè, leo lên đi. Đó, đó, vậy phải được không? Trời, ôm sát vô coi. Đó. Trời ơi, như vậy mới lãng mạn chứ em. Bắt đầu. Giọt à. Nội ơi, nội dẫn con đi đâu mà vòng vòng, con mỏi cẳng lấy mồ à. Mỏi thì ngồi xuống đi nghỉ mệt. Nội cũng mỏi quá trời nè.
Sao mình cũng về nhà hả nội? Ngu sao về? Để cho thằng cha mày nó phát quản lên một lần cho nó biết. Tối ngày nó cứ đi lo... Lo cái gì hả nội? Con còn nít, đừng có hỏi chuyện người lớn. Nè, chuyện này một mình bà cháu mình biết thôi nha. Mai mốt mà gặp mẹ con đó, đừng có nói lại cho mẹ con buồn tội nghiệp nha. Nội ơi, rồi mai mốt ba con có rước mẹ về ở chung với con không nội? Cái con xí soạn kia nó còn đeo dính một bên ba con, thì làm sao mẹ con về ở chung được? Nè, nghe nội dặn nha, chừng nào nó đến nhà tìm ba con á, bà cháu mình hè với nhau phá, đừng có để nó với ba con được yên một giờ một phút nào hết. Nhưng phá bằng cách nào con đâu có biết? Có nhiều cách lắm. Thí dụ như nó đến chơi con cứ đeo một bên, đem tập ra biểu ba dạy làm bài, hoặc cứ rên là con đau bụng quá, con nhớ má và đừng thèm đi ngủ, đòi ba con phải gãi đầu cho con, nếu không thì khóc hoài cho tới khi nó về mới thôi. Tối nào ba cũng tới, không lẽ con cứ đau bụng hoài sao nội? Bữa đầu đau bụng, bữa sau nhức đầu, bữa kế nữa nhức răng. Nếu mà nội biểu con bệnh gì, con cứ bệnh đó cho nội đi. Rồi ba con mời bác sĩ tới khám, ông bác sĩ biết con giả bệnh thì sao nội? Giả bệnh trời đất ơi, bệnh gì con còn sợ chứ. Ba cái vụ mà đau bụng nhức răng nhức đầu thì có trời mới biết thật hay là giả. Con cái việc ôm bụng ôm đầu con rên đi, còn cái miệng có nổi nhai như nhai chí vậy đó, cái một hồi tụi nó điên cái đầu liền cho coi. Ý bà nội ơi, ba con kìa. Đó, nó đi kiếm bà cháu mình đó. Con nói là nội không có biết đường nên bà cháu mình đi lạc nha. Dạ. Kêu ba con đi. Ba ơi ba, con với bà nội đi nè ba ơi. Bé Dũng, sao tan học rồi mà không về nhà? Con có biết là ba kiếm con từ nãy giờ không? Trời ơi, sao con hư quá vậy? Mày la tao nè chứ đừng có la nó. Tao không có biết đường nên nó dẫn đi lạc đó. Bà cháu tao lộ bộ phòng chân đói rã ruột luôn nè. Mày chưa vừa bụng mày hả? Má à, từ trường về nhà mà má con đi lạc sao má? Tại sao không? Mấy năm qua hay mỗi lần tao bước ra khỏi nhà thì mày bắt tao phải lên xe, mày chở tao đi, rồi mày lại tới nơi để mày rước tao về. Tao già cả rồi nên đâm ra lẩm cẩm, làm sao nhớ được mà mày lại trách tao. Con có trách má gì đâu, nếu không biết đường thì đón nó làm chi. Công việc này là bổn phận của con. Nếu như mày biết đây là bổn phận của mày thì bé Dũng đâu phải đứng chờ quá cơm trưa. Bé Dũng à, ba có tới trễ thì con ráng chịu khó chờ một chút. Sao con gọi về kêu nội tới đây chi vậy? Con đói bụng quá, ngày nào ba cũng tới trễ. Sao ba không đến đón con đúng giờ giống như hồi đó vậy ba? Con à, con thông cảm cho ba. Tại vì lúc này ba đó, ba... Ba làm sao? Tại vì lúc này bị con Sam cái nó đeo cứng ngắc à, nên ba đâu có thì giờ mà lo cho con như hồi đó vậy. Má à, bé Dũng nó còn nhỏ, má nói ba cái chuyện đó cho nó nghe làm chi vậy má? Mày làm cho bể chuyện tùm lum thì mày không sợ, còn tao chỉ nói lại những chuyện mày làm thì mày sợ nó nghe. Đúng là nó còn nhỏ, nó nhỏ nhưng vẫn đủ tri khôn để biết rằng cha mẹ nó bỏ nhau. Nó nhỏ nhưng nó biết người mà mày cung phụng không phải là mẹ nó. Còn tao nè, trong suốt cả cuộc đời này tao chỉ biết có một nàng dâu hiền ngoan là con Tâm. Nó làm vợ của con tao từ những ngày khốn khổ, phải tần tảo ngược xuôi nắng sớm mưa chiều.
dối tàn phai vì cớ cực bao điều, sợ sống gia đình với một tay nó chăm sóc, để cho mày yên tâm mà lo sự nghiệp công danh. Rồi khi mốt cả đạt thành thì mày lại đem mưu ai dành cho cô gái khác. Cây đào tàu khang nó luôn giữ vẹn mà nghĩa phụ thề, mày đứt đoạn sao đành. Vấn đề này con đã giải thích với má nhiều lần rồi. Dù không còn là vợ chồng, nhưng con có quên bổn phận với Thắm đâu má. Một nửa gia tài và tiền trợ cấp hàng tháng đó con vẫn gửi vào ngân hàng cho cô ấy đầy đủ mà. Những thứ đó thì con đắc kỹ kia nó cần, chứ con Thắm nó không có cần đâu. Má ơi, má có dặn sẽ con bao nhiêu đi nữa thì Thắm và con cũng đã chấp nhận cuộc sống ly thân. Con chỉ xin má đừng xúc phạm đến Bảo Châu, dù má không nhìn nhận cô ấy là con dâu của má, để cho con đừng gặp những điều khó xử dai dứt bằng quân giữa bên yêu bên tình. Còn với Thắm bao giờ con cũng quan tâm bằng tất cả tình thương và lòng kính trọng. Con ghi Bảo Châu luôn sẵn sàng chờ đợi ngày Thắm lập gia đình, chúng con mới thành hôn. Nó mà chấp nhận điều đó thì cũng hơi lạ đó. Không có con đàn bà nào mà đi giật chồng người ta lại chịu cái cảnh đợi chờ như vậy. Nó chờ ôm gọn cái gia tài của mày thì đúng hơn. Má à, má khỏi lo sợ điều đó. Con quen với Bảo Châu chưa tròn một năm mà cô ấy đã đem đến cho con nhiều mối làm ăn lớn, và tất nhiên là lợi nhuận cũng không nhỏ. Vì vậy con quả quyết Bảo Châu đến với con không phải vì tiền đâu má. Tao biết bây giờ có nói gì thì mày cũng không có nghe đâu. Nhưng tao báo cho mày biết, kể từ giờ phút này trở đi, tao không muốn nó bước chân vô nhà tao nữa. Nếu mày dám dẫn nó về thì tao bỏ nhà tao đi bụi đời cho mày vừa bụng. Bé Dũng, theo nội con. Má, má, má không biết đường mà dẫn nó đi đâu vậy? Đường ở trong miệng tao đây nè, mày khỏi sợ tao lạc đi Bé Dũng. Má, má, trời ơi là trời. Anh Cường, sinh nhật con bồ anh, tại sao đến biệt thự của anh chàng này tổ chức là sao vậy? Má tao không cho Bảo Châu bước chân vô nhà, còn chỗ ở của Bảo Châu thì nhỏ quá, làm sao tổ chức được. Anh giải thích không có hợp lý chút nào hết. Không có chỗ thiếu gì nhà hàng, sao không tổ chức? Đây là nhà của nó, bạn gái của anh mà nó dắt tay đi chào hết mọi người, còn anh đứng đực ra đây như là thằng khờ ra tỉnh. Vinh là bạn cũ của Bảo Châu, lại là khách hàng lớn của mình gần một năm nay rồi, chiều chuộng chút có làm sao đâu mà mày cứ nghĩ vẫn dơ quá. Tôi nghĩ vẫn dơ hay là anh liều lĩnh? Có bao giờ anh tìm hiểu mối quan hệ Bảo Châu với thằng Vinh từ những năm xưa trước khi tới đây làm việc với tụi mình? Nhưng theo tôi thấy giữa hai người với nhau thiệt chẳng có giống ai. Chỉ mà anh còn cả gan hùng hãm làm ăn nước ngoài thì chưa rõ con người của thằng Vinh tốt xấu ra sao. Chuyện hùng hãm làm ăn tao còn đang do dự, đã quyết định gì đâu mà mày chớ vội lo âu. Mới khá lên là nhờ công sức của Bảo Châu, điều đó chưa làm mày tin tưởng hay sao? Lòng tôi ngờ vực nhưng giải thích không được, vì mày quá đa nghi, không lý do rõ rệt giải thích làm sao được. Suy nghĩ của tôi nói hết rồi đó. Sự nghiệp là của anh, tùy nên anh quyết định. Anh Cường, xin lỗi nha, nãy giờ lo bận tiếp khách, để anh một mình ở đây tôi vô ý quá. Không sao, nãy giờ tôi đang bàn công chuyện với anh Nhượng. Thôi thôi, không làm phiền mọi người nữa, tôi ra đây một chút.
Nãy giờ anh Nhượng nói gì với anh vậy? À, đâu có gì quan trọng, mấy chuyện lặt vặt ở công ty thôi mà. Chúng ta bắt đầu được chưa anh Vinh? À, cũng vừa đúng giờ. Để tôi ra tuyên bố. Ok, lại một đôi nguyên ương nữa đến chúc mừng sinh nhật của Bảo Châu. Bác sĩ Trung, hai người đến thật đúng giờ. Đúng là sự chính xác của một bác sĩ mà. Xin giới thiệu, đây là Bảo Châu, bạn thân của tôi. Còn đây là anh Cường, bạn trai của Bảo Châu và cũng là bạn làm ăn của tôi. Còn đây là Trung, bạn học của tôi từ nhỏ và... Tôi xin phép được giới thiệu, đây là Thấm, là... Khỏi nói cũng biết, bà bác sĩ tương lai chứ gì. Không đâu Vinh à, đây là... Chuyện tương lai thì khó ai đoán được. À, các bạn cứ xem tôi như là tri kỷ của anh Trung đây. Xin lỗi cô Bảo Châu, thật tình tôi không biết đây là sinh nhật của Bảo Châu. Món quà không xứng đáng, mong cô thông cảm cho. Không sao, sự có mặt của chị làm cho tôi vui sướng lắm. Anh Vinh à, bắt đầu đi anh. Anh Cường nè, ra nhảy với em một bản đầu tiên nha. Xin mời hai vị. Xin cái tự nhiên. Xin chào. Thấm à, thật tình thì tôi cũng không biết đây là sinh nhật của Bảo Châu. Và tôi lại càng không biết anh Cường có mặt ở đây. Thằng Vinh nó... Không có gì để anh phải thanh minh cả anh Trung à. Thời gian qua anh giúp tôi và Hoàng Oanh rất nhiều. Chúng ta là bạn với nhau mà. Tôi nhận lời đi dự tiệc với anh. Thì tiệc đó của ai và ai có mặt không phải là điều quan trọng. Hơn nữa tôi cũng tin anh cũng bất ngờ như tôi vậy. Nhưng nếu cần tôi sẽ đưa cô về. Ở đây tôi sợ ai mà phải chạy trốn chứ. Lúc anh ngỏ lời mời tôi đi dự tiệc, anh nói là sẽ có điều bí mật gì đó để kể cho tôi nghe. À, hay là anh muốn nước lời hứa rồi phải không? Không, nếu thật sự cô không hề bị dao động bởi sự gặp gỡ vừa qua thì bây giờ tôi sẽ kể. Nhưng trước khi kể, tôi muốn cho cô xem tấm ảnh này. Hả? Ảnh của tôi? Tại sao anh lại có ảnh của... mà không, tôi không hề chụp tấm ảnh này. Phải, vì người trong ảnh chính là vợ của tôi. Vợ của anh? Phải. Tôi không ngờ trên đời này lại có một người giống tôi như vậy. Nhưng vợ của anh hiện giờ ở đâu? Một tai nạn bất ngờ đã cướp quay đi khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn. Tôi bỗng nghe như đất trời rung chuyển khi đưa tiếng người thương vào thế giới. Mà định mệnh ngăn đôi mỗi người một ngã, để tôi ôm trọn khối sầu mà vật vã với thương đau. Năm tháng cứ vô tình nỗi bước qua mau, mà niềm đau cũ trong tim thì ở lại. Đã năm năm dài tôi khép kín tâm tư, tru vớt cô đơn trong âm thầm lặng. Con tim đã càng nguồn rung cảm
chân. Đó là lúc tôi nhìn thấy cô trong bệnh viện. Trong khoảnh khắc tôi thấy mình như lạc vào trong mộng tưởng xa xôi. Vừa lạ lắm, vừa thân quen, như ảo ảnh mà cũng như hiện thật. Vì vậy nên kể từ hôm đó tôi mong giữa chúng mình luôn gắn bó như từ kiếp nào cho đến giảng ngày sau. Bây giờ tôi đã hiểu hết tâm sự của anh, nhưng tôi cũng xin anh hãy hiểu cho tôi bằng chính tâm sự của mình. Đừng đòi hỏi tôi phải trả lời, vì so với anh tôi chưa đủ thời gian để cân bằng lại cuộc sống. Có phải cô vẫn còn hy vọng ở anh Cường? Từ chối một tình yêu mới không hẳn là còn hy vọng ở tình yêu cũ. Tôi có nhiều lý do, nhưng lý do dễ thấy nhất mà anh phải chấp nhận là anh đến với tôi qua hình bóng của vợ anh. Anh vẫn còn đi lạc trong quan tưởng anh Trung mà. Nhưng nếu cô cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tình cảm của tôi hoàn toàn hiện thực. Anh Cường, anh Cường ơi, anh Cường ơi, trời ơi, nhục nhã quá. Chắc em chết anh Cường ơi. Anh đâu rồi anh Cường ơi? Kìa Bảo Châu, chuyện gì vậy em, hả? Anh Cường, anh hãy coi bản quyết của anh kìa. Anh nhượng đó. Anh nhượng làm sao chứ? Nói đi em. Anh nhượng sao? Em vô phòng định thay đồ, ai ngờ gặp anh ở đó, anh đã làm nhục em. Em nói gì? Anh nhượng ảnh? Nó lao, nó vu khống. Chúng tôi gặp nó, thằng Vinh đang âu yếm trong phòng. Chúng nó bàn với nhau sang đoạt cái tài sản của anh, rồi dẫn nhau trốn đi biệt xứ. Nè, đừng có ăn nói hồ đồ nghe. Từ nãy giờ tôi lo tiếp khách ở ngoài, chứ không có hề vô trống à. Ông nhượng, tôi không ngờ anh hèn hạ như vậy. Anh nhờ tôi dụ dỗ anh Vinh quỷ bỏ làm ăn với anh Cường để hợp tác với anh. Chúng tôi từ chối mà không chịu nói lại cho anh Cường nghe, vì sợ hai người sứt mẻ đi tình bạn. Anh không biết ơn tôi mà còn làm nhục tôi nữa sao? Anh Cường, anh đừng nghe nó là một con điếm đó. Câm miệng lại. Anh nhượng, mày đi cho khuất mắt tao. Tao không có thằng bạn hèn hạ bị ổi như mày đâu. Và tao cũng báo cho mày biết, tao quyết định nhận lời hợp tác với anh Vinh, và cũng không muốn nhìn thấy mặt mày trong công ty của tao nữa. Mày cút đi. Anh Cường, vì con nhỏ này anh đánh tôi trước mặt mọi người. Được, tôi sẽ đi. Và chúng mắt trời có cái ngày sáng như quách xúc đổ thì chúng nó. Cút đi. Anh à, bỏ đi anh. Tức làm gì với cái hạng người như hắn? Bác à, vết thương thì không có gì nguy hiểm nữa, nhưng sức khỏe của bác thì yếu lắm. Bác phải để cháu đưa bác về bệnh viện điều trị mới được. Thôi thôi đừng có nói nữa, tôi không có đi đâu, tôi muốn ở đây à. Bác Thuận, vì có nhờ bác đi ngăn cản anh Cường nên bác mới bị thằng Vinh nó cho người đánh bác đến nông nỗi này. Bác lại không chịu đi bệnh viện. Nếu mà bác có mệnh hệ nào, con biết nó nói làm sao với anh Thiện đây. Bác có chết nó cũng không thèm nhìn mặt đâu. Con đừng lo cho bác, con đi kiếm thằng Cường về đi. Bị bác vạch mặt, có lẽ chúng đã xa chạy cao bay. Có gặp anh Cường cũng vô ích thôi bác à. Bây giờ định mệnh đã an bài cho ảnh rồi bác à. Việc cuối cùng con có thể làm cho ảnh là nửa phần tài sản mà anh đã chia cho con sau chuyện ly hôn, và cả số tiền trợ cấp bấy lâu nay con không dùng đến, và bây giờ con hoàn trả tận tay giúp anh lo kiến tạo tương lai. Tấm lòng của con bao la quảng đại, phải ghi tâm nghĩa trọng ân dài mãi cho đến cuối cuộc đời. Những voi thường khi nắm giữ trong tay thì đâu dễ có mấy ai biết nâng niu quý trọng giữ gìn, coi như
rồi anh đừng nên nhắc lại, miệng mình đừng thẹn với lương tâm. Kìa Thắm, anh Trung, bác Thuận, bác có sao không? Bác không sao đâu nhỏ ơi. Nè, con về đừng nói lại cho nó biết nha. Thà nó không biết, chứ biết rồi mà nó không tới thăm thì bác buồn lắm mà. Sao mày không biểu anh Thiện tới đây? Tao dặn mày rồi mà. Sao mày biết ảnh không tới? Anh Thiện, vô đây đi. Trời đất ơi, tới rồi mà còn lấp lốt ở ngoài, đợi mời nữa hả? Trời ơi bác sĩ ơi, sao tôi chóng mặt quá bác sĩ ơi, phen này chắc tôi chết quá bác sĩ ơi. Đó thấy không, trời ơi cháu nói mà bác không có nghe, bác mà cứ nằm đây hoài là không qua khỏi đâu. Anh Thiện, có lỗi lầm gì thì bác Thuận cũng là người đã tạo ra anh. Huống chi mười mấy năm nay bác đã tự hành hạ mình để tỏ lòng ăn năn hối lỗi. Đủ rồi anh Thiện à, ở đời không có bất hạnh nào bằng mồ côi cha mẹ. Anh đừng để thêm một lần hối tiếc. Tôi có việc phải đi. Hy vọng chiều nay tôi sẽ đến thăm ba anh trong bệnh viện. Ta đi nghe quanh. Con đi nghe bác. Để tôi đưa Thắm đi. Anh Thiện à, cố gắng lên. Đừng để bệnh nhân của tôi sống cảnh màn trời chiếu đất nữa. Một lát sau tôi sẽ quay lại đón mọi người. Tôi đi nhé. Anh Thiện, anh nói cái gì đi chứ. Trời ơi, sao đứng như trời trồng vậy? Ai biểu tài lanh vậy? Nói ai vậy? Nói ổng á. Trời đất, chuyện của thiên hạ ai nhờ ổng lo. Người như nó có chết cũng đáng nữa. Ai biểu ông nói tới nó lui chi cho người ta đánh vậy? Trời ơi, nói cho tình cảm một chút thôi. Con, tại vì con còn giận ba, con không chịu nhìn ba. Ba muốn làm nhiều việc thật tốt, ba muốn giúp đỡ thật nhiều người. Cho đến khi nào con thật sự tha thứ cho ba thì có chết ba cũng vui nữa Thiện à. Ông đứng lên đi, tôi đưa ông vô bệnh viện. Thôi con cứ để ba ở đây đi. Con chưa tha thứ cho ba thì ba không chết được đâu, con đừng sợ. Tha thứ? Tôi không dám dùng hai tiếng tha thứ cho ông, bởi vì tôi sợ mình sẽ mang tội lỗi. Còn như tiếng ba mà ông hằng mong mỏi thì tôi chưa thể nói ra vì hận tôi trong lòng. Không phải hận ông mà tôi đang hận cho chính bản thân mình. Sao tôi không có được một con tim sắt đá để tự cho phép mình dứt bỏ mọi vấn vương. Tôi hận vì nhận ra mình còn chan chứa tình thương và rải rước xót xa khi hay tin ông gặp nạn. Thôi thì hãy tạm dừng nơi giới hạn cho đến khi nào tôi thấy nhẹ nhàng gọi tiếng ba ơi. Được rồi con ơi, bao lâu ba cũng chờ. Con đã tạo điều kiện cho ba thì đã làm cho ba mãn nguyện lắm rồi. Chứ định kiến đã ăn sâu thì đâu thể một sớm một chiều mà thay đổi được phải không con? Đi, ba sẽ đi đến bệnh viện với con liền bây giờ nè. Đi con, đi. Vậy thì mình chờ một lát, anh Trung đem xe tới đã nghe ba. Ông sống sung sướng quen rồi, mấy năm nay sống cực khổ như vậy làm sao ông chịu nổi. Chờ đợi con gọi một tiếng ba thì có cực khổ nào mà ba không chịu nổi con. Anh Thiện, nếu như anh còn ngần ngại ở bờ môi thì nhân danh tình cảm của chúng mình em xin được hai anh mà gọi trước một tiếng ba. Ba ơi, con xin ba hãy nhận nơi con một tiếng gọi tiếng bấy lâu nay ba hằng khao khát. Con xin được gọi lên bằng cả lòng thành kính của một nàng dâu đối với cha chồng. Giỏi lắm, con nhỏ này thiệt là khôn khéo. Từ nay ba sẽ gọi con là con dâu của ba.
Nghe con gọi thì cũng như thằng con trai của ba gọi vậy. Ba mừng lắm con à. Con dâu của ba. Bác Thuận. Trời đất quỷ thần ơi, mày đi đâu cả ngày hôm qua làm tao kiếm mày muốn chết vậy mày hả? Vì muốn cứu anh mà bác Thuận ra đến nông nỗi này đó. Anh thấy chưa? Hôm qua tôi đi công chuyện cả ngày, tối về mới nghe má tôi nói lại, không đầu đuôi gì hết trơn, cho nên tôi không có hiểu. Thằng Vinh với Bảo Châu đã lừa gạt anh, chúng ôm trọn phần hùng của anh mà bỏ trốn rồi. Tôi biết gia đình, bạn bè của tôi không ai ưa gì Bảo Châu hết, nhưng mà đừng có nên vô cớ nói xấu người ta. Hiện giờ Bảo Châu á đang đi làm quảng cáo ở Nha Trang, và chiều nay này sẽ về tới. Nó không về với mày nữa đâu. Mày nghe tao nói sự thật nè. Ba của thằng Vinh trước kia là quản lý của tao. Ông là tay chân đắc lực với tao từ hồi còn trai trẻ cách đây mười mấy năm. Tao giao toàn bộ sự nghiệp nhờ ông ta quản lý, để về Sài Gòn mà tìm thằng Thiện con của tao. Rồi tao ở đây cho đến tận bây giờ. Lúc đó thằng Vinh mới 14 tuổi đầu. Ai ngờ lớn lên thì nó gian manh xảo quyệt, dùng tài sản của tao lừa biết thế nhân. Ba nó đuổi đi không thể nào giải được, rồi gửi thơ về xin lỗi tao mấy lượt. Ai dè bây giờ mày lại là nạn nhân. Nhưng gần 2 năm nay tôi làm ăn trót lọt, Vinh và Bảo Châu làm cái gia tài tôi tăng vọt. Gia đình người ta vừa giàu sang vừa danh tiếng, bác chớ vội vàng mà gán tội cho Vinh. Nó giỏi làm ăn bằng tài sản của mày, nhưng thực tế thì nó túi rầm tay không. Vì trước khi ba của nó qua đời, ổng giao toàn bộ gia tài và sản nghiệp cho tao. Ba có nói gì đi nữa đó thì cũng không thể phủ nhận được là nó đã làm giàu cho tôi trong hơn 1 năm qua. Chính vì vậy mà anh mới tôn sùng nó. Anh sẵn sàng nghe theo nó. Khi cái tài sản của anh ngày một lớn lên thì chúng nó đánh đòn quyết định và chuồn mất rồi. Sáng nay anh Thiện nó đến ngôi biệt thự tìm nó để hỏi về chuyện bác Thuận đây bị đánh. Thì ra ngôi biệt thự đó không phải là của nó, mà là nó mướn của người ta. Do những đồng tiền lợi nhuận kiếm được từ chuyện làm ăn với anh, người ta cho chúng tôi biết rằng nó đã trả biệt thự và cùng với Bảo Châu đi mất rồi. Không, không thể nào có chuyện đó. Cường à, ai cũng phải trả giá cho những sai lầm của chính mình. Trong hoàn cảnh muộn màng này, bác không thấy xót xa cho những gì con đã mất, mà bác thương cho con thấm từng bị con đối xử tệ bạc, từng bị bỏ rơi. Nhưng mấy ngày nay nó bỏ ăn bỏ ngủ, năn nỉ ỉ ơi bác phải cứu cho được cháu. Đó mới chính là tài sản quý báu nhất trong đời cháu đó Cường à. Tôi không thể mất đâu. Họ không lừa gạt tôi đâu. Tôi vừa đem sản nghiệp của tôi để hùng hạp làm ăn với họ mà. Không, không, tôi phải tìm họ. Tôi phải đi tìm họ. Anh Cường, anh Cường, cứ để nó đi đi con. Sự thật sẽ trả lời thỏa đáng cho nó mà. Bé Dũng, sao con không vô dọn phủ đồ đạc đi con? Ba ơi, từ nay mình không còn ở nhà này nữa phải không ba? Hôm bữa con nghe bà nội nói mình dọn đến nhà con Sam Cái ở phải không ba? Thôi đừng có nói Sam Cái, tầm bậy tầm bạ. Mình dọn đi nơi khác ở con à. Tại sao kỳ vậy ba? Đây là nhà của mình mà. Thì mai mốt lớn lên rồi con sẽ hiểu. Bây giờ ba rối trí lắm rồi. Nếu mà con thương ba đó thì con phải ngoan ngoãn nghe theo lời của ba, nghe theo lời của nội, nghe không con? Vậy làm sao mẹ biết con ở đâu để mẹ đến thăm con? Bé Dũng à, nếu ba đưa con đến với mẹ con á, con chịu không? Con muốn ở chung với mẹ lắm. Nhưng hồi tối mẹ điện thoại cho con, mẹ nói lúc này ba đang buồn lắm, mẹ biểu con phải ở cạnh ba để an ủi cho ba đỡ buồn đó. Mẹ của con lúc nào cũng nghĩ đến ba, lo lắng cho ba từng niềm vui nỗi buồn. Còn ba thì ba có lỗi với mẹ con nhiều lắm, cả vì con với bà nội của con nữa. Trời ơi, tôi không biết nói gì đấy khi tôi lạc giữa đám mây. Thì có mấy ai thấy được bao
hiểu sâu xa giá trị của thâm tình. Ba bơi giữa mênh mông của biển trời khác dòng, có sự ràng buộc quanh mình như dương bằng đám rong riêu, nên muốn dứt bỏ đi để bước chân đến thiên đường quá mong. Chừng tình cơn mê mới chợt thấy ngỡ ngàng, trơ trọi có không. Ba có khóc nào đâu con. Dù đã muộn màng nhưng bây giờ nếu con vẫn còn biết khóc ăn năn, thề bến bờ xưa vẫn mòn mỏi chờ mong, hãy bắt lại nhịp cầu cho đôi bờ vui khúc sông. Mà con vui bỏ một dòng sông để tìm đại dương mong thỏa chi vậy dùng, nhưng mà bão tố đã nhận chìm trong cơn sóng cả thì con còn trước khi tai họa xảy ra, nó vẫn thường nói với má là nó luôn tin tưởng sẽ có ngày con quay về với nó mà. Má ơi, nhưng hoàn cảnh hôm nay định mệnh đắng cay đã dối chân ngang con đường quay trở lại. Con không làm một kẻ xa chân đón chờ ân huệ của người đã vì con mà nuốt lệ thương sâu. Dù người ta không để cho con phải quỳ lụy gian cầu, nhưng con đâu đã mất hết lòng tự trọng bôi xóa mọi sai lầm để được sống yên vui. Vẫn biết rằng trong nụ cười ánh mắt của vợ con sẽ chịu mến thương yêu như những ngày xa xưa ấy, nhưng làm sao để tâm tư con không nhìn thấy lòng độ lượng vị tha dành ban bố cho mình. Thiên hạ thường cho đó là cái giải của người phụ nữ, nhưng vì má cũng là phụ nữ nên má hiểu đó chính là một nét đẹp thiêng liêng và rất đổi riêng tư. Khi lòng dĩ thái dành cho người biết ăn năn hối lỗi. Nhưng mà con không thể đâu má. Má biết rằng lòng tự trọng của con không cho phép, nhưng Cường ơi, nếu như con không tự cho mình cơ hội thì con phạm phải một sai lầm khác kể trong ơn. Sợi tơ tình còn dương dân mong manh thì con lại muốn bất lìa đi vĩnh viễn. Tâm hồn của vợ con đã một lần dậy sóng, sao con nỡ gây thêm dòng tố ba đào. Con nên nhớ rằng giờ đấy không phải con đang quyết định cho riêng mình, mà còn cho má, cho vợ con và bé Dũng. Đừng để cho vợ mất chồng con xa mẹ, và má phải mất đi một nàng dâu hiếu thảo ngoan hiền. Con không muốn cãi lời của má nữa, nhưng thôi, bây giờ con không đủ bình tĩnh để quyết định một điều gì nữa hết má. Trước mắt con sẽ đưa má và bé Dũng đến nơi chỗ ở mới, rồi sau đó sẽ hay. Thôi, mình đi má.
Đi con. Mẹ, mẹ con về nè ba ơi. Mẹ. Dũng, con định đi đâu vậy? Anh định đưa má và bé Dũng đi đâu? Kể từ ngày mai ngôi nhà này là của người ta rồi. Chồng con đã mướn một căn nhà nhỏ ở vùng ven. Bây giờ cả nhà mình phải dọn ra đó ở con à. Má, má cứ đưa bé Dũng vào nhà một lát. Con xin được nói chuyện với anh Cường vài phút nha má. Bé Dũng, theo nội con. Mẹ ơi, mẹ đừng đi nữa nghe. Mẹ ở lại đi với con nghe mẹ. Con, ngoan đi, đi vô nhà với nội đi con. Em yên tâm đi, tôi sẽ không để cho má và bé Dũng phải chịu cực khổ đâu. Tôi đến đây không phải là vì chuyện đó. Số nợ ở ngân hàng tôi đã thanh toán. Ngôi nhà này vẫn là của anh. Má và anh không cần phải dọn đi đâu hết. Em đừng có biến tôi thành một thằng hèn có được không? Em không có phần trong biến cố của đời tôi, thì em cũng không có bổn phận phải kề vai gánh vác. Anh Cường, tôi dư hiểu rằng anh sẽ không chấp nhận, và tôi cũng không hề muốn xúc phạm đến lòng tự trọng của anh. Nhưng tôi còn bổn phận với đứa con dại khờ thơ ấu và một nàng dâu khi hiểu đạo chưa tròn. Để không phải băn khoăn rải rứt tâm hồn, mình đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, cũng như bây giờ hai đứa lại trắng tay. Về điểm khởi đầu để tìm kiếm tương lai, tôi muốn được chung vai chia buồn sẽ ngọt, để dắt dìu nhau bơi ngược dòng định mệnh, gột rửa hết thương đau trong lượng sống muôn trùng. Rốt cuộc lại em vẫn là người ban phát, còn tôi vẫn là một kẻ ngửa tay sinh. Kẻ ngửa tay sinh chính là tôi nè. Có phải hiện giờ tôi đang nài nỉ van xin anh hãy giữ lại cho tôi một mái gia đình ấm êm như ngày cũ? Thâm ơi, có lẽ trần gian này tôi là người diễm phúc, gì cho đến bây giờ mà em vẫn giữ trọn tình thương. Nhưng cái diễm phúc ấy thật tình tôi không dám nhận, vì tôi không có quyền gian lận nghĩa gối chăng. Chỉ một mình tôi xô ngã một công trình mà em cũng có phần đổ mồ hôi tạo dựng, thì tôi không thể nào để em tiếp tục chia sẻ cùng tôi gánh nặng trên suốt cuộc hành trình. Hơn nữa dù muốn dù không thì trong lòng em, bản thân tôi không còn giữ nguyên giá trị, thì làm sao trong cuộc sống vợ chồng hai chữ tâm đồng còn nguyên vẹn như xưa? Nghĩa là anh vẫn không thay đổi những gì mà anh đã quyết định. Phải, đó là quyết định sau cùng. Con, mày đừng nên cố chấp có được không? Sự đoàn tụ của cả một gia đình mới là điều quan trọng Cường à. Thưa má, con đã là một người phụ nữ ngu dại nhất, để vãn hồi mái ấm gia đình mà cũng không được. Con đành phải chấp nhận chiều theo quyết định của anh Cường. Nhưng tương lai và hạnh phúc của con trai con phải bảo vệ. Xin phép má cho con đưa bé Dũng về sống với con. Mẹ, con về với mẹ. Rồi ba sống với ai hả mẹ? Để nó sống một mình với sự điên rồ của nó. Thấm, má sẽ theo về ở với con. Má Dũng. Trời ơi, hoàn cảnh này tôi phải làm sao đây? Ê, Thắm ơi, mày ngắm giùm tao coi cái áo này đẹp không? Đẹp lắm. Trời đất ơi, mày có nhìn đâu mà biết đẹp? Nè, làm cái gì mà thấp tha thấp thỏm hoài vậy? Đừng có phá chị Thắm nữa. Hôm nay là thời hạn cuối cùng, chị trông coi anh Cường có đến không đó mà.
anh không có dám tới đâu. Mà có tới á, cũng để chúc mừng hạnh phúc của tao, chứ không phải đến vì mày đâu à nghe. Thôi mày ơi, đừng có lộn xộn. Tao đang tìm bé Dũng chứ không có trông ngóng ai hết á. Bé Dũng còn nóng ruột hơn Thắm nữa. Nó ra tuốt ngoài đường á, đứng đón ba nó ở ngoài đó. Nè, anh Trung ơi. Hả? Tôi hỏi thiệt anh nghe. Vậy chứ anh có mong muốn cho anh Cường đến đây không? Hả? Thiện à, anh Cường có đến hay không thì tình bạn giữa tôi và Thắm đây cũng đâu có gì thay đổi. Nhưng thật lòng tôi rất mong anh đến vì hạnh phúc của Thắm, người bạn đáng mến của tôi. Anh Trung, tôi rất cảm ơn anh. Khách tới đông rồi sao còn đứng đây hết vậy nè? Ra chụp hình đi. Ủa, mà chị xui của tôi đâu rồi? Vậy chị xui? Ai chị xui của ông? Bà là mẹ nuôi của con dâu tôi. Bà đứng chủ hôn nhà gái, tôi chủ hôn bên nhà trai, thì mình là xui gia chứ còn. Ông nhiều chuyện lắm à nghe. Thôi đứng sáng giờ để chụp hình kỷ niệm nè, rồi ra tiếp khách nha. Anh chụp hình ơi, chụp giùm chỗ này mấy kiểu anh chụp hình ơi. Anh chụp hình. Thắm, Thắm ơi, em đâu rồi Thắm ơi? Anh Cường. Trời đất ơi, sao giờ này anh mới đến? Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không thể mất vợ tôi một lần nữa đâu. Vợ tôi đâu rồi hả anh Thiện? Thôi rồi, anh đến muộn quá rồi. Sao? Vợ con anh á đang ra phi trường. Bác sĩ Trung sẽ đưa họ đi du lịch. Và khi phi cơ cất cánh cũng là lúc vợ anh sẽ nhận lời cầu hôn của bác sĩ Trung đó. Anh Cường à, nếu như cơ hội cuối cùng mà anh không nắm giữ thì anh sẽ ân hận suốt đời này đó. Đúng, ân hận suốt đời. Thắm ơi, anh không bỏ mất cơ hội này đâu. Anh không để mất em một lần nữa đâu Thắm ơi. Thắm... chạy theo liền, chạy theo. Chạy nè. Chắc anh không tới đâu. Anh Trung, thiện ý của anh đối với vợ chồng tôi sẽ nhớ mãi không quên. Sắp đến giờ máy bay cất cánh, mẹ con tôi phải đi thôi anh Trung à. Thắm à, dù còn một phút, Thắm cũng đừng nỡ bỏ cuộc. Tôi có linh tính là anh sẽ đến mà. Nếu đến thì anh đã đến rồi. Cơ hội cuối cùng anh đã không nhận. Tôi không muốn kéo dài thời gian chờ đợi trong vô vọng nữa. Anh Trung, anh ở lại mạnh dội. Mẹ con mình đi thôi bé Dũng. Thắm, Thắm. Thắm, Thắm ơi, em đâu rồi? Thắm. Anh Cường, anh Trung, anh ở đây, còn vợ tôi đâu? À? Anh Cường à, chờ đợi anh không được. Thắm và bé Dũng đã lên phi cơ rồi. Trời ơi, trời, tôi lại đến muộn. Tôi đã mất Thắm thật rồi sao? Đó là lỗi của anh. Chiếc vé máy bay mà tôi và Thắm mua sẵn cho anh đi du lịch, Thắm đã mang theo vào trong ấy rồi. Nói vậy không phải vợ tôi đi du lịch với anh sao? Anh làm rồi. Mục đích cuối cùng của tôi là làm sao cho vợ chồng anh tình xưa nối lại. Vì Thắm đối với tôi là một người bạn mà tôi kính trọng nhất trên đời. Ôi, nếu như vậy thì tôi đã phụ lòng anh rồi. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội mà vợ tôi đã dành cho tôi. Hết rồi, tất cả đã hết rồi. Vé máy bay của anh vẫn còn đây, anh có muốn nhận không? Hả? Thắm, em còn đây mà. Trời ơi, vợ tôi vẫn còn đây mà. Bổn phận của tôi đã xong. Chúc gia đình anh chị một chuyến du lịch vui vẻ. Tôi sẽ lái xe về giúp anh. Anh Trung, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Anh Trung, tôi cảm ơn anh. Không có chi, xin tạm biệt. Thăm em. Đừng nói gì nữa hết. Máy bay sắp cất cánh rồi đó, đi anh. Mình đi. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ ở bên cạnh em và con cho đến suốt cuộc đời. Tình ngờ đã quên đi nhưng lòng cô lạnh lùng. Người ngờ đã xa xong bóng về quá thiên thang. Ôi...
dưới áo xưa lồng lồng đã xô dàn trời chiều như từng cơn nước dòng sau một ngày đi hối yêu. Tình ngờ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đây, người ngờ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây. Nhìn bước chân đền mài đã đi vào như từng viên đá rơi vào lòng.